Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cái gì vậy sư phụ? Mày làm tao sợ quá. Sư phụ sợ gì? Ma. Trời ơi, thầy bói mà sợ ma. Mày cứ mật cái nhạc mà nó mênh mang thế làm sao mà tao không sợ được. Trời, sư phụ biết không, con đang luyện bí kíp lấy vợ giàu. Con phải để cái nhạc Ngọc Hạ vậy nó phiêu phiêu con mới mau nhập. Sao không mày không bật nhạc Bằng Kiều cho nó êm đềm? Vậy hả sư phụ? Vậy để mang để Bằng Kiều. Cái gì vậy sư phụ? Nhạc tắt rồi mà sư phụ bị tẩu quả nhập ma hả? Không phải, cái này phone. Trời đất ơi, phone giờ nó làm rung quá. Alo. Vâng, tôi Thất Cầm tiên sinh đây. Bà muốn xem bói hả? Xem bói thì bà đợi tí đi. Đợi tí nha. Gì vậy sư phụ? Sao không trả lời phone bả? Mình phải làm thế để cho người ta tưởng là mình bận. Chứ còn mà mình trả lời ngay thì nó lại bảo là mình không có việc gì. Đấy, thầy bói giờ toàn thế thôi. Ồ, cao siêu. Ừ, bây giờ mình cứ tâm sự và hai thầy trò mình tâm sự một lúc là mình mới trả lời. Ngày mà hôm nay mày nấu cái gì cho tao ăn? À, bún mắm nha sư phụ. Thôi bún mắm mày nấu toàn là mắm, không có bún gì cả. Vậy bánh canh đi. Bánh canh thì lại toàn canh không có bánh. Trời sao hầu hạ sư phụ khó quá à. Thôi mày nấu lại bún mắm đi. Trời, đâm hơi vậy hả? Sư phụ ơi sư phụ, con thấy lâu lắm rồi mấy sư phụ bắt phone trả lời bả liền đi. Không ơi, bả cúp phone á. Lâu chưa? Lâu lắm rồi. Không tốn mớ tiền nữa nha. Alo. Vâng, tôi đây từ nãy giờ xem cho mấy trăm khách làm sao mà có thời gian mà nói chuyện với bà. Bà cứ phải từ từ, bà muốn xem bói bà phải xếp hàng trước 3 tháng. Quen biết thì cũng phải 3 tuần. Và vội lắm mà, thế bà tới luôn đi. Hả? Tới luôn thì trả thêm tiền cũng được. Bye. Thôi bộ. Hồi sáng giờ cái văn phòng mình nha, con rùi nó bay ngang qua con còn không thấy nữa. Đâu mà có mấy trăm khách gì sư phụ. Mày rốt nó vừa thôi, chẳng nghe tao khai với bà là mình ế thiêu ế chảy ra. Mày như thế bảo làm sao mà học mãi không tốt nghiệp được. Sư phụ nhắc con mới nhớ nha. Theo sư phụ 2 năm trời rồi mà con không thấy tiến bộ gì hết á. Nhiều khi không biết là tại con ngu mà tại sư phụ dở nữa. Tại mày ngu á. Tao học có 3 tháng là tao ra Hồ Gươm tao xem bói cho khách rồi. À, con nghĩ không phải tại con ngu đâu, mà tại con không có xạo được như sư phụ á. Trời, sư phụ xạo thấy bà cố luôn. Xạo mà còn hơn cái chữ xạo nữa. Mới tuần rồi đó, cái bà đó tôi nói cái mặt bà ác như một phù thủy vậy đó. Mà bước vô đây sư phụ nói trời ơi, chị nhìn thánh thiện hiền lành giống mụt quá. Mày dốt lắm. Bà biết là bà ác. Không hề biết. Chỉ có tao, mày, thiên hạ nhìn bà thì mới biết là bà ác thôi. Còn một mình bà là bà tưởng bà hiền. Mình phải oánh trúng tâm lý như thế mình mới lấy được tiền của người ta. Cao siêu. Bài thứ nhất là phải xạo. Để con viết xuống. Xem bói là phải xạo. Xạo hả sư phụ? Mà người ta ấy cứ nói là nghề bói là không mất vốn. Mở cái gì cũng phải mất vốn. Nào là quán ăn hoàng phở, rồi nhà hàng, rồi quán bún riêu, cái gì cũng phải mất vốn. Và chỉ có thầy bói là không mất vốn. Đấy. Con biết.
cái nghề này không có cần vốn, bởi vì con mới vô đây con học sư phụ nè. Nhầm, mày lầm hoàn toàn. Sao vậy? Thiên hạ lầm hết. Nghề bói phải có vốn, và vốn là cái mồm của mình. Cái mồm là cái gì sư phụ? Cái nào to nhất trên mặt mày là cái mồm. Cái này người ta gọi là cái miệng mà sư phụ. Tao bắt tao gọi mồm được không? Ông bà mình nói là cái lưỡi hỏng xương nhiều đường lắc léo, cái miệng hỏng dành nói láo tứ tung. Cái miệng của sư phụ có dành quá mà sao sư phụ nói láo dữ vậy? Nói láo thì nó hơi quá, mình đây là mình bảo là nịnh. Đấy, làm sao mà xem bói là phải nịnh. Nịnh hả sư phụ? Nịnh để con viết vô liền. Ơ nhưng mà sao có cái trường hợp con không thấy sư phụ nịnh ta? Trường hợp nào? Đó, mới 3 ngày trước có cái ông đại gia ông bước vô đây, sư phụ nhìn sư phụ phán ông liền, 3 năm nữa ông tán gia bại sản. Cái đấy là đi trường hợp khác. Cái đấy là mình phải dọa. Đấy, xem bói là phải biết dọa. Tao đoán được ông là 3 năm nữa ông tán gia bại sản. Đấy, cho ông sợ mình luôn. Nhưng mà rủ thì 3 năm nữa ông không tán gia bại sản, ông tới ông chửi sư phụ rồi sao? Mày dốt nó vừa vừa thôi. 3 năm nữa mà ông không tán gia bại sản, ông mừng chết mẹ rồi còn đến đây mà chửi mình làm gì. Đấy. Rồi nếu mà ông có quay lại thì mình lại có kế khác, mình lại bẻ sang kiểu khác ngay. Bẻ làm sao sư phụ? Mình bẻ sang là đức năng thắng số. Cao siêu, con viết xuống liền. Đức năng thắng số là mình nói là ông ấy sống có đức, ông ấy vượt qua được cái vận hạn của ông ấy. Thấy hay không? Rồi để nè, xạo, nịnh, dọa, cho mày chết luôn. Đức năng thắng số. Mày cứ ghi chép từ nấy đó giờ. Mày học mà không có hành không khá được đâu con ạ. Vậy chừng nào sư phụ cho con hành? Tí nữa cái bà mà khách bà tao hẹn, bà tới, mày nấp ở trong kia. Mày xem, tao xem cho bà thật kỹ rồi cứ thế mà bắt chiếc y chang là được. Rồi. Sư phụ để con hành cho. Rồi bây giờ tao đi vào đây. Ủa sao sư phụ không ở đây tiếp bà luôn, sư phụ vô làm gì? Bây giờ tao vào trong kia rồi tí nữa bà đến, mày phải mời tao ra thật là long trọng thì nó mới hoành tráng. Hiểu không? Cao siêu. Phải cầm quạt đàng hoàng. Vô đi sư phụ. Quạt này hỏng hoài hiện đấy. Giật cả mình, lúc mà nó muốn xòe thì nó không xòe. Công nhận nó tìm được ông thầy tao đó, ngưỡng mộ hết sức, ông quá cao siêu luôn. Sư phụ vô trọng đi, để ngoài này con luyện công tiếp coi. Dạ em xin lỗi, tại dĩa copy nên nó hơi bị nhảy. Cái gì vậy trời? Yeah. Thời buổi này nghe đĩa copy, tự nhiên vô coi bói mà nó á tôi dữ dội vậy trời. Phải tất cầm tiên sinh đây không? Dạ không, tôi là lục chỉ cầm ma. Chắc bà là cái bà khách nãy mới gọi hẹn thầy Thất Cầm phải không? Thầy Lục đấy hả? Dạ. Nó gặp thầy Thất đi thầy Lục. Dạ. Bà hên lắm. Hôm nay có thầy Thất Cầm ở nhà, đang cùng với là bác AK luyện cũ âm chân kinh. Trời đất ơi. Cái gì mà Lục Thất bác cũ vậy trời? Đủ nguyên cái sảnh 6, 7, 8, 9 định chặt tôi hả? Chặt không được đâu nha. Xin lỗi, bên đây ba đôi thông đó. Nhìn bả là biết bả thông rồi. Trời ơi, 7 sắc cầu vồng trên người có đầy đủ. Cây này không phải thông thường nha, nguyên cây thông Noel di động á. Dạ, mời thông ngồi. Có thích khách. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Tôi có giết ai đâu mà kêu tôi thích khách trời. Xin lỗi. Có khách duyên. Ông chết hả? Bà bận bà, màu sắc quá tôi bấn loạn. Xin lỗi, dạ xin lỗi. Có khách đến, Thất Cầm tiên sinh Gia Lam. Chảm. Cái gì nữa vậy trời? Tự nhiên vô cái bói cái chảm tôi là sao trời? Dạ xin lỗi.
khỏi để lộn nhạc. Dạ dạ, xin mời ba ngồi. Thầy xin mời thầy Thất Cầm ngồi. À, xin lỗi bà với là thầy Thất Cầm dùng chi không mà. Đi trà đá vậy là hai cống hút nha. Dạ. Chị nha. Này nó có duyên thật đấy. Bấm lộn nhạc hoài à. Bà tới coi bói bây giờ công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo bà muốn coi cái gì? Trời ơi, công danh sự nghiệp khỏi coi, bị chồng tôi là đại gia mà, cho nên tôi đi coi bói hoài à. Tiền coi bói đối với tôi không thành vấn đề, lấy bao nhiêu thì bi. Nhưng mà nói về gia đạo đó thầy, nhắc đến gia đạo cái tự nhiên tôi thấy tôi khổ quá thầy à. Khổ. Cái này khổ mà có eco này là khổ lắm. Tôi nhìn thoáng đấy là tôi biết bà khổ rồi. Dạ, sao vậy thầy? Bởi vì bà đẹp quá mà. Lâu lắm rồi mới nghe câu này đó. Tôi đẹp hả thầy? Bà đẹp quá, sách có câu là hồng nhan đa chuân. Trời ơi. Bà biết ông Nguyễn Du không? Nguyễn Du là thằng nào thầy? Nguyễn Du á, mà cái ông mà viết chuyện Kiều đó. Ông viết cái gì vậy thầy? Ông viết là trời xanh quen thôi má hồng đành ghen. Trời mà còn phải đánh ghen với bà cơ mà. Vậy hả thầy? Bởi vì má bà hồng quá đấy. Dạ, là đẹp đó phải không thầy? Bà đẹp, bà ngước mặt lên tôi xem nào. Úi dồi ôi. Này, chồng bà có ý kiến gì mỗi lần bà làm này không? Trời ơi, mỗi lần là tôi làm vậy, ông ngắm tôi 30 giây, ông nói có một câu à. Nói làm sao? Dở hơi. Chồng bà người Bắc phải không? Dạ đúng rồi thầy. Người Bắc người ta thâm thúy lắm. Dạ. Bà biết người Bắc người ta gọi dở hơi là gì không? Dở hơi là gì thầy? Dở hơi là tiên ở trên trời á. Trời đất ơi, tao nói đi coi bói cả trăm ông thầy mà không có ông thầy nào biết em là cốt tiên hết trơn trời. Bây giờ em mới biết em là tiên á chứ. Bà mà tiên là không phải là tiên thường á. Vậy á thầy? Bà kiếp trước á, bà đánh rơi chén ngọc ở trên thiên đình. Trời đất ơi, bà mới bị đầy xuống, bà là tiên mắc đọa. Trời đất ơi, chắc em không phải bể ăn chén đâu, em bể cả chục ông mới đài em xuống đó. Bị gì em đẹp quá mà tao đâu có nỡ đài em xuống đây làm gì. Trời, tôi biết mà, tôi biết cốt tư cấp tiên à. Bởi vậy ở nhà em mơ mơ màng màng, lâu lâu chồng em nó lôi ra đánh cho em tỉnh. Mẹ em có tỉnh, trời em biết em cốt tiên mà sao em tỉnh được, nhất định em không tỉnh. Chồng bà là người trần mắt thịt mà không, dạ. Nó quánh là đúng. Bây bởi vậy tôi nói trời ơi, em biết em là tiên rồi nha. Mà ngộ ghê đó, vợ mình đẹp như tiên vậy á, mà chồng em không bao giờ khen em. Ngày xưa còn là bồ bịch á, còn là tình nhân của nhau, còn là người tình, nó khen em hoài à. Nó em tiên, vớt được em về lấy nhau rồi ra, không bao giờ khen em đẹp hết trơn á trời. Bà cũng đừng có buồn về chuyện đấy. Đàn ông trên đời này chả có ai là khen vợ mình đẹp cả. Chỉ có khen vợ hàng xóm thôi. Mà khen vợ hàng xóm đẹp á, nó về nó im đi. Trời ơi, về nó gặp em nó còn nhìn nó còn nói nữa chứ. Nói sao? Nói trời, vợ mình nhan sắc tàn phai, trong khi vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm tươi. Buồn không thầy? Tôi thấy tôi buồn lắm. Vậy mà em không có buồn. À, thế em chắc cổng liền, em nói nè. Nói ra mà không thấy mắc cười hả? Vợ mình xấu nết xấu người là do ta. Làm chồng mà hiểu biết sâu xa thì vợ mình còn đẹp gấp ba vợ người. Gấp 10 lần đấy chứ. Thì bởi vậy em nói xong chồng em nín im re. Em giật tờ giấy đi đăng ký thi hoa hậu luôn. Thi hoa hậu luôn? Trời ơi, thi hoa hậu luôn à? Bà kể thi hoa hậu làm sao như nào? Trời ơi mà, thầy biết sao không thầy? Làm như là người ta sợ em đậu hoa hậu, người ta ganh ghét. Nó đâm chọt sao mà em rớt ngoài dòng sơ tuyển luôn đó thầy. Tiên mà rớt được thì không như thế là không được. Danh tị em đó. Cái này là người phàm người ta danh tị với tiên. Sợ em đậu hoa hậu đó thầy. Bà này chắc là tiên chân ngắn. Cậu cậu ra biểu cậu. Ủa cậu nói vậy là sao? Chân ngắn chân dài là sao cậu? À, cậu không nghe dân gian ta có câu hay quá mà. Câu gì? Cao sang lùng quý phái. Xin lỗi cậu nha, lùng lùng mà phụ tùng đầy đủ. Tôi nghĩ sao trời?
Thằng này là thằng nào vậy thầy? Nãy giờ không có giới thiệu với bà. Ông là Lục Chỉ Cầm Ma, là đồng nghiệp với tôi. Mỗi đồng ngày nghiệp. Mỗi ngày cứ 2-3 ngàn người đến coi, đâm ra phải chia nhau ra. À, nói vậy đây là thầy ma đấy ha thầy ma. Lục Chỉ Cầm Ma. Dạ trời ơi, nhìn cái mặt thầy ma huyền bí quá, thích thầy ở nhà. Tôi thích cái bói lắm. Vài bữa tôi ghé tôi coi thăm thầy nha. Thôi khỏi vài bữa, để thầy coi cho bà luôn hôm nay. Dạ. Bà đi thi hoa hậu vài lần nữa đi. Dạ. Thế nào bà cũng giật được giải à. Giải gì thầy? Hoa hậu Can Đảm. Ủa vậy là nó khen hay chê trời? Thôi mà kệ đó, miễn sao tôi đi thi hoa hậu tôi phải giật giải thôi. Chồng tôi tài trợ mà nó phải cho tôi giải chứ. Đúng rồi, chồng bà tài trợ là bà kiểu gì bà chẳng có giải. À, dạ thưa bà cho biết quý danh. Dạ Nguyễn Thị Út. Ôi, sao lại tên là Út nhỉ? Trời ai biết đâu trời. Ngày xưa ba má dưới quê đặt sao để vậy à. Bị cày ruộng đâu biết đặt tên gì cho đẹp thôi thầy. Không được, tên là Út. Bà là Tiên Giáng Trần. Cái tên đúng nhất của bà phải là Giáng Tiên mới đúng. Ôi trời ơi, tôi thích cái tên Giáng Tiên quá đi à. Tôi nghĩ bà này phải đổi là Tóc Tiên mới phải. Trời ơi, tôi thích cô ca sĩ đó lắm nha. Cô sĩ cao mà đẹp lắm á. Đúng rồi, bà Tiên, Tóc Tiên bà biết làm sao không? Dạ sao thầy? Bởi vì cái chân bà dài như là tay Tóc Tiên. Kệ nó. Miễn sao giống Tóc Tiên là tôi vui rồi. Tôi thích rồi nha. Thích chưa? Thích lắm. Thích hẳn chưa? Thích thì đặt tiền quẻ đi. Nhiêu thầy? Bình thường thì là 600. À, nhưng mà hôm nay bà bởi vì bà vội á, đâm ra là lấy 100. Cái gì vậy trời? Đại gia mà lấy xúc phạm tôi vậy trời. Lấy người ta 600 phải lấy tôi 1 triệu, chứ lấy có 100 tôi giận á. 600 là 600 nghìn, còn 100 là 100 đô là 2,2 triệu đấy bà. Ủa vậy là 2,2 triệu á hả? Tiền đô hả thầy? Tôi lên đồng á, các thánh về có nói là mày phải lấy tiền đô chứ lấy tiền Việt nó xuống giá hết. Tôi là cứ phải nghe theo lời thánh chứ biết làm sao. Vậy hả thầy? Đô la Mỹ hả thầy? Chả đô la Mỹ thì đô la Singapore hả má? Trời đất ơi. Nói từ nãy giờ cứ hỏi đi hỏi lại bực hết cả mình. Tôi thích thầy thì dễ sợ. Cho tôi thích thầy nào mà chửi tôi là tôi thích à. Làm thầy cho giữ dễ sợ luôn nha. Làm người ta không giữ được mình. Nè, 100 tiền coi nè. Bo bà thêm 10 đồng nữa đó. Vậy dễ sợ luôn vậy đó nha. Khỏi soi. Trời tôi ghét ai soi tiền. Tôi thử tiền thiệt tiền giả ghê nha. Cái nào tôi không dám bao. Chứ tiền tôi bao. Trên người tôi gì cũng giả, nhưng riêng tiền là thiệt. Thôi tôi đi nha. Ok. Hả? Chưa xem cơ mà. Xem gì trời ơi. Đi coi bói coi ai nói tôi tiên đâu. Tự nhiên giờ có người nói tôi tiên. Tôi thích gần chết. Tôi coi chi nữa cho nó mệt. Giờ em tới em biết em là cốt tiên là em vui rồi. Trời ơi, tôi là tiên đó nha. Thôi, tôi thăng đây. Bà Tiên. Hả? Bà thăng lộn bên rồi. Bên này bên gì vậy? Dạ, hướng đó đi toilet. Đấy vậy. Trời quỷ sứ, tiền mà ông chịu báo tiền sớm, vô toilet mất phong thủy của tiền sao? Mặt giống quỷ ghê vậy, chịu báo mà chứ. Trời đất ơi, để tiền thăng nha. Trời thích quá. Cút tiền rồi. Trời ơi, em thích. Bà nói ai quỷ mau hả? Trời ơi, bà nghĩ bà là ai? Rau răm mà tưởng vàng lá. Cục đá mà bà tưởng bà là kim cương. Cốc nhái ở nương mà bà tưởng bà là mị nương chân dài chứ. Trời ơi, tôi nói thiệt á, sâu mà bà tự tin phát ớn hả sư phụ ha? Mày không nghe người ta nói à? Nói gì sư phụ? Không có người phụ nữ nào biết là mình xấu hết. Đúng rồi, không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ rất xấu. Đó là con mẹ. Trời ơi, mà con phải nể phục sư phụ nha. Bả như vậy mà sư phụ dám nói bả là tiên mới ghê chứ. Mày biết không, từ nãy đến giờ tao xem cho bả mà tao cứ ói mấy lần đấy. Con có thấy đống nào đâu. Tao phải nuốt ngược lại đấy. Trời ơi, sư phụ quá cao siêu, cao siêu. Nhưng mà sư phụ, cái tài ăn nói của sư phụ đó thì số 1. Thế thì thầy bói mà là phải có tài ăn nói thôi. Ô, nhưng mà con nghĩ tưởng đâu là MC mới cái cần cái tài ăn nói chứ. MC thì nói cái gì? Mày không thấy từ nãy là hai người MC cứ phải xuống cho tiền khán giả kia à?
Mình làm sao mà nói qua nói lại tiền đang trong túi người ta mà lại bay vào trong túi mình. Đấy, khán giả phải xếp hàng cho mình tiền đấy mới gọi là ăn nói, hiểu không? Sư phụ cao siêu, cao siêu. Ôi, tao mệt quá rồi từ nãy giờ. Tao phải uống vào uống sâm thôi. Tiếp mệt. Bà này mệt quá. Sư phụ hả? Vậy mệt vô nằm xuôi tay nhắm mắt đi sư phụ. Mày bị điên à? Ý con nói là sư phụ vô nằm nghỉ ngơi đi. Vô nghỉ ngơi đi sư phụ. Để mà này con lo cho. Giờ con cũng nghỉ giải lao. Chứ con cũng bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cho chút xíu nhạc để nghỉ ngơi coi. À. Phụ quá sang luôn, mướn người mẫu về trình diễn thời trang. Không phải mẫu mà là má của mẫu. Má đứng lên chứ không cho má gục ngã đó luôn á nha. Trời ơi, bà ơi là bà, cái chỗ linh thiêng của anh ta vậy mà bà lạng qua lạng lại, bà tưởng đây là vũ trường hả? Bà vô đây làm gì? Đi coi boy. Sao giọng bà tuốt trên đỉnh núi còn giọng bà lòn xuống thung lũng vậy trời? Bà coi bói, tìm đúng chỗ rồi. Thầy, cho con gặp Thất Cầm tiên sinh đi thầy. À, mời bà ngồi. Dạ, mời bà ngồi. Dạ. Thất Cầm tiên sinh phải không? Dạ. Bà chờ một chút đi, kêu ông ra liền. Thầy ơi thầy, Thất Cầm tiên sinh đâu thầy? Thất Cầm tiên sinh chính là tại hạ đi đó hả? Hả? Khoác thêm cái áo mà thành Thất Cầm tiên sinh hả? Trời ơi, thầy sao thầy giống người hai mặt quá à? Mới đó cũng là thằng đó, rồi giờ mặc cái áo vô thành Thất Cầm rồi. Nghe danh tiếng thầy lâu lắm rồi, hôm nay thầy coi cho con đi thầy. Bà may mắn lắm ạ. Hên lắm hôm nay bà mới có duyên gặp thầy đó nha. Dạ. Cả năm nay ông Tổng thống Mỹ Obama ông bao thầy nguyên năm bế quan luyện công, chủ yếu là coi ông có tái đắc cử nhiệm kỳ tới không. Vừa xuất quan tối hôm qua là hôm nay bà gặp được thầy rồi, bà thấy không? Dạ. Bà phước đức lắm. Bây giờ tình duyên gia đạo, công danh sự nghiệp lên xuống ngang dọc, bà muốn thầy coi chỗ nào? Con khổ quá thầy ơi. Có cái chữ khổ nghe quen quen. Bà cho chút xíu echo nữa coi. Khổ 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 khổ. Trúng tủ. Bà khổ là đúng rồi. Sách có câu hồng nhan đa trung. Bà xuất thân con nhà trăm anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng là bà phải khổ thôi. Bà biết Nguyễn Du không? Làm sao mà bà biết được. Nguyễn Du là cái ông mà có cái câu trời xanh quen thối má hồng đánh ghen. Bà thấy không? Trời mà còn phải ghen với bà, tại bà đẹp quá. Nói đúng quá bà cười phải không? Con khóc đó thầy. Trầm Anh thế phiệt cái con mẹ con á. Ba đời của con là đi bán cá đó thầy. Bán cá sao bà bận đồ lộng lẫy vậy? Bán cá thì ăn mặc bình thường, mà khi ra đường thì phải mặc đồ minh tuyết. Giống không thầy? Giống. Dạ. Yeah. Bà bán thầy cá. Không tin thầy ngửi đi, mặc đồ đẹp gì với tanh rình là ngửi tanh lắm. Thầy biết. Dạ. Thầy biết, nhìn là thầy biết rồi. Bà bán cá. Nhưng mà bà có phước đức, gia đình tu dưỡng, làm việc thiện dữ lắm. Cho nên bà không phải bán cá thường. Bà bán cá mập phải không? Cá lòng tông. Sao tôi hố dữ vậy ta? Bà bán cá lòng tông. Bà tuổi gì? Tuổi Thìn. Chồng bà tuổi gì? Khỉ hả? Tuổi rắn. Rắn mà sao bà khè như khỉ vậy? Rắn nó cũng có nọc độc, nó cũng phun. Rắn là tỵ. Thìn, tỵ, kỵ Long Dương. Nước ngập đầy đường chết ráo chàng hiu.
đó, phước đức dữ lắm mới được bán cá lòng tông nha. Bà mà bán càng hiu là hai vợ chồng bà chết rồi đó. Bà biết sao không? Trong tự duy nó nói nè, cái này gọi là đức năng thắng số. Là nhờ bà có cái quý tướng đó. Con đâu có quý tướng đâu thầy. Tại nhờ chồng con ngày nào nó cũng đánh con hoài mà riết lòi cái quý ra đó thầy. Sao nó đánh bà? Con kể thầy nghe, con đâu có làm gì đâu. Mỗi ngày con đi bán cá đúng không? Bán cá dư chút tiền lời. Con lấy tiền lời đó con chơi số đề với cờ bạc. Vậy mà nó quánh con đó thầy. Thằng mắt dài. Có vậy thôi mà đánh bà hả? Dạ. Đánh bà là đúng rồi. Sao thầy? Trời ơi, chồng bà là người trần mắt thịt, làm sao mà có cái huệ nhãn như thầy, nhìn mà biết được cái giá trị của bà. Bà biết không? Đó, bà thử đi vòng cho thầy coi coi. Được rồi, đủ rồi, đừng lạng nữa. Thầy chóng mặt lắm. Đủ rồi. Dạ. Nhiêu đó là thầy đủ coi rồi. Dạ. Cho bà biết cái cốt của bà đó nha, tiền kiếp phải là tiên ở trên trời đó. Bà đó, bà biết tiên không? Tiên là quy tụ tất cả những cái gì đẹp nhất trên con người của bà. Bà thấy không? Cái dáng của bà là cái dáng Như Loan. Cái mặt của bà là mặt Như Quỳnh. Toàn thân của bà như quỷ phải không thầy? Không, như tiên. Bà là tiên mà. Tôi nói cho bà nghe, bà bị làm rơi cái chén ngọc, ngọc hoàng mới phạt bà xuống dưới đây. Người như bà người ta gọi là tiên mắt đọa đó. Cái gì vậy trời? Trời, ai cũng là tiên hết trơn vậy trời. Tôi tưởng không mình tôi tiên ta chứ. Sao bà chưa về, bà vô đây làm gì? Tôi quay lại tôi lấy điện thoại tôi quên. Ủa bà, bà la gì bà? Là tiên chứ lại. Ủa bà là tiên đó hả? Bà lại đây. Cái gì? Trời ơi, bà là tiên, tôi cũng là tiên nè. Vậy mà nhìn kỹ hai tụi mình như hai con mẹ điên vậy đó. Có mình bà điên thôi chứ sao mà tôi điên được. Trời, bà nghĩ sao đi trời? Tôi trên trời á, tôi bị đập bể cái chén ngọc, còn cho tôi bị đài xuống đây nè. Trời, trởn làm gì sẵn chén ngọc cho bà đập vậy? Trên trời giờ ta xài chén ni lông không à. Tụi mình mà bị đài xuống đây là vì sao biết không? Sao? Chân ngắn quá, ngọc hoàng thấy không đủ tiêu chuẩn đài xuống. Trời, cái gì vậy trời? Trời, cái bà đây là bà nào vậy trời? Tôi mà đập bể một chén, bà này chắc bà đập nguyên tủ chén quá trời. Thầy coi cái bà là cốt gì vậy thầy? Chứ tôi không có chịu bà là cốt tiên đâu nha. Để thầy coi. Thầy coi đi thầy. Bà xích lại đây, thầy nói nhỏ cho bà nghe. Cái gì vậy trời? Có ba đứa, hai đứa nó nhỏ rồi, đứa làm gì đây? Bà ngước mặt lên cho thầy coi coi. Trời ơi, ta nói trên khuôn mặt của bà nha, cái miệng là cung con, cái lỗ tai là cung phu, cái mũi nhọn quắc là cung tên. Thầy có tin là tôi lấy nguyên cái cung tên rồi tôi bắn thầy lòi con mắt thầy ra không thầy? Bà nói con mắt thầy để ý thầy mới biết. Trời ơi, con mắt bà hơi nhỏ. Cắt 4 lần còn nhỏ nữa hả? Không cắt nữa đâu à nha. Sao vậy? Bữa hôm đi cắt mắt lần cuối cùng đó, vô dặn ông bác sĩ cắt mắt cho con đi bác sĩ. Rồi tôi nhắm mắt tôi ngủ quên. Ngủ dậy, ông cắt lộn cái dây thanh quản, tắt tiếng luôn tới giờ nè bà. Nói ông ra hơi luôn đó. Nổi điên bà, không? Bà không có cần cắt gì nữa hết. Cái con mắt của bà nhỏ đó là cái cung mệnh của bà. Nhỏ là tại bà khóc chồng nhiều quá phải không? Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Thầy nói đúng tâm lý là bà khóc liền. Con cười đó thôi. Sao bà khóc cười vậy, có một giọng vậy? Khóc cười như nhau á thầy. Khóc là thằng chồng con khóc á. Sao vậy? Con là con mắc cười, con đâu có khóc bao giờ đâu. À? Hôm nay con vô đây con coi á, là thầy coi cho con có đổi nghề được không? Chứ nào giờ cứ đi bán cá hoài, không có đủ tiền chơi cờ bạc. Vậy thôi. Nói vậy là bà muốn coi đường công sự nghiệp á phải không? Đúng rồi. Bà muốn đổi nghề gì? Đánh ghen mướn. Cái gì vậy trời? Tự nhiên bà muốn làm chị hai giang hồ, đâm thuê chém mướn. Tôi nói cho anh nghe, tôi làm coi nghề đó đó, nhìn con dao tôi sợ lắm. Dạ. Chắc làm cái chuyện gì nhỏ nhỏ hơn thôi. Nhỏ nhỏ là chuyện gì chị? Tạc acid. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời?
Tôi chưa tạc mà sao mọi người tàn hình hết trơn vậy trời? Đâu rồi? Dạ, lại đây coi. Dạ em đây nè sư tỷ. Ừ. Trời ơi, hồi nãy vừa bước vô em nhìn cái Tuấn sư tỷ là em biết Tuấn chị hai giang hồ rồi. Ừ. Bà biết không, cái Tuấn này trong tự nhiên nó nói nha, là trước sau gì cũng làm trùm thiên hạ. Chị hai ơi, chị hai chọn đúng nghề rồi đó chị hai. Bây giờ mấy chị hai đặt tiền quẻ đi em coi coi chừng nào chị hai ở tù. Em bị liệu. Em muốn nói là coi coi chừng nào chị hai lên làm thống lãnh Võ Lâm. Trời ơi chị hai ơi, coi kìa, đó. Nè nè, bà thấy không? Tôi nói cái bàn tay này mà cầm ca ác xích tạt một cái nha, cái bàn tay nó đẹp làm sao, thơm phức mùi ác xích à. Tạt một cái gãy răng vậy hả? Vô coi bói gì mà coi dở như quỷ á. Nãy giờ coi em thấy coi toàn lo nịnh không à. Vậy mà nghe danh tiếng là cái tên Thất Cầm Tiên Sinh. Gì vậy trời? Bà vô bà coi mà bà không biết ai thất cầm ai là lục chỉ hết trơn á hả? Ông này là phải Thất Cầm Tiên Sinh, này là lục chỉ cầm ma. Trời ơi, lục chỉ cầm ma hả? Nghe cái tiếng xong là giọng thanh luôn nè. À, tôi là đồng nghiệp của ông Thất Cầm Tiên Sinh á. Bởi vậy đồng nghiệp cho nên coi giống nhau dễ sợ luôn vậy à. Tốt nghiệp cùng trường mà. Nghĩ sao mà ông ai vô đây mấy ông cũng nói là tiên hết trơn á. Tôi mượn có mình tôi tiên thôi chứ. Giận dễ sợ vậy. Kêu ông Thất Cầm Tiên Sinh ra trả tiền cho tôi đi. Ổng mà ổng trả tôi mướn cái chị đó đánh ổng à. Ủa chị, lúc nãy chị coi chị trả cho ổng nhiêu tiền vậy? 101 đô la Mỹ. 101 đô la Mỹ hả? Trời sao nhiều dữ vậy chị? Chị mướn em đi, em đánh trả em lấy chị 50 ngàn thôi. Mà trả mà không trả tiền cho chị nha, em tạt nguyên một thao axit đảm bảo má chả nhìn ổng ra luôn. Sư phụ ơi, lẹ ra cứu con sư phụ ơi. Sư phụ, bể tài lè rồi sư phụ ơi, rẻ lá đấy. Trời ơi, mày làm gì mà mày cuốn cà ghê lên thế? Trời sư phụ ơi, cái chiêu sư phụ dạy con trời con làm y chang giống vậy đó. Cái bà áo xanh thì bà bước ra con phán bà liền là cốt tiên. Không ngờ mẹ điên áo vàng hoành trở lại. Bà nghe hết câu chuyện, bà biết là thầy trò mình nịnh để lấy tiền bà. Giờ bà đòi tiền lại đó sư phụ, trả bà đi sư phụ. Không làm được cái gì cả. Làm tùm lum tùm la, để ta giải quyết. Giải quyết sư phụ. Chị Tiên sao chị không bay đi mà chị cứ là dưới đất làm gì? Là gì là? Nghĩ sao vậy trời? Nói người ta là tiên và ai cũng là tiên hết trơn. Trời tôi giận quá, trả tiền lại cho tôi đi. No refund chị ạ. No refund là gì? Là miễn trả lại. Ông tin không? Tôi mướn chị này đánh ông cái ông retire tại chỗ khỏi lãnh lương già luôn không? Sư phụ ơi, trả tiền bả đi sư phụ. Cái bà kia là chị hai giang hồ đó. Bà lấy axit bà tạt là hai thầy trò mình nhan sắc tàn phai luôn đó sư phụ. Nè, tạt axit của tôi không phải tạt tầm thường nữa nha. Tạt phải có từng bước một. Đưa cái mặt ra coi. Bước đầu tiên nghe hàm răng ra. Giả cái mặt ông bốn chiều cho gãy hết cái hàm răng ra. Sau đó tôi nhặt từng cái răng, tôi xỏ dây chuyền, tôi tặng cái thân chủ đeo chơi. Sau đó tôi mới tạt axit, hiểu chưa? À tôi không đeo đâu. Sư phụ ơi, sư phụ xấu sẵn rồi, có bị tạt axit nữa cũng không sao. Còn con đẹp trai quá mà. Con bị tạt axit sao con lấy vợ sư phụ? Hy sinh đi, trả tiền lại đi sư phụ, trả đi sư phụ. Tao lại ói ra tao nuốt vào bây giờ. Trả đi sư phụ. Bà. Gì? Bà nói tôi là tôi nịnh bà để tôi lấy tiền bà hả? Cũng bà không à. Bà mà không ưa nịnh làm sao mà tôi nịnh được bà. Nhà bà có gương không? Sao bà không soi kỹ cái mặt bà đi? Bà phải soi từ trên xuống dưới trông kìa. Úi dồi ôi, mặt mũi trông chả giống ai cả. Đầu tóc, úi dồi. Quần áo thì bảy màu khiếp không kìa. Mà người ta vừa mới hô mình là tiên. Một cái sướng rú lên nhảy tanh tách. Xong rồi thăng lên thăng xuống. Bà mất cho tôi có hơn 100 đô. Mà tôi làm cho bà hạnh phúc, bà vui vẻ. Bà còn muốn gì nữa? Bà còn muốn gì nữa? Nãy sư phụ tôi nói ổng là ông khen bà, ổng cũng ngượng miệng lắm chứ bộ. Ổng ôi ra ổng nuốt vô, ổng ôi ra ổng nuốt vô. Đúng không sư phụ? Trưa nay ta không ăn cơm được đây này. Đó, bà hại sư phụ tôi, bà thấy chưa? Cũng tại bà không. Chị,
Cứu em chị. Cứu em. Cũng bà không à. Đi vô coi bói người ta mới khen mình là tiên xuống răng người đó nè. Bà học tôi nè. Vừa vô phán tôi là tiên, tôi nói không, tôi là con mẹ điên. Rồi hết nịnh luôn. Sao coi được nữa. Ai cũng giống như chị hai giang hồ này, chắc em không bao giờ tốt nghiệp. Mà chắc cái tiệm tao cũng đóng cửa luôn quá. Cái gì vậy trời? Có tiền đi coi bói mà ba bốn người xối xả chửi tôi là sao trời? Tôi giận dễ sợ. Nghĩ làm tiên 5 phút coi. Giận dễ sợ luôn. Bởi ông bà ta nói đúng lắm. Có tiền thì đem mà cho, chớ có xem bói mà rước lo vào người. Giận thằng trời. Vẫn chưa tỉnh. Chương trình Paris by Night 127 hành trình 35 năm phần 2 được bảo trợ bởi Tân Hiệp Phát, D&D Gel và Teletech. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình sâu sao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình mang mang như là khói. Tình hoa phao như một giấc chim bao. Ố tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng dù. Ôi trời ơi, hết hồn rồi. Từ lúc mua chỗ mua tới bây giờ không biết giật mình bao nhiêu lần. Mà không biết con này có gì đâu đẹp mà ghệ mình nó thích. Mà thấy em thích thì mình chịu thôi. Alo. À Tuna hả? À, anh là Octopus đây. À, cái gì? Xe em bị cái gì? Đứt dây xích beo hả? Hết hồn. Tưởng đứt dây chằng chứ. À được rồi, tới đi, anh chờ em mà, chờ cả đời còn được mà. Vậy đi nha. Trời ơi, hồn thiệt. Ủa mà kỳ ta, xích beo mà cỡ này thì bất quá nó giãn thôi, gì mà cắn đứt dữ vậy. Cái này chắc không phải tuna đâu mà là cá mập đó. Không được. Đẹp trai đẹp trai, đẹp trai con bà hai. Yeah, sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biểu cái số của ông trời, ông tạo anh ra để sát gái. Ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết. Trời sinh con người anh hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hết. Anh đâu có bỏ tiền cua gái, gái bỏ tiền ra để cua anh. Anh đâu có cần chạy xe xịn, anh đâu có cần chạy xe nhanh. Một cú phone biết bao người chở, gái phóng xe đến không kịp thở. Mọi thứ đều có ở trong tay, ai biểu mình quá là đẹp trai. Chú! Trời ơi! Hết hồn mày! Cho hỏi thăm mấy giờ rồi chú? Thời buổi bây giờ ai cũng xài phone hết. Sao mày không lấy ra mà coi? Sao chú biết con không có phone? Con có phone mà con không muốn coi, con sợ nó hết pin. Mày sợ hết pin mà tao không sợ hả? Chú già cả lớn tuổi cần nhiều pin làm gì? Đâu có ai nói chuyện với chú đâu. Sao biết không ai nói, muốn nói chuyện với tao? Chú dòm đi. 1.500 con người ngồi vòng vòng trong, trong cái công viên này có ai thèm nói chuyện với chú đâu. Toàn là dòm chú không à. Nhiều lắm là người ta nói chuyện với nhau thôi. Con là con thương chú, con tội nghiệp chú, con mới hỏi chú một câu. Một câu phải không? Dắp. Hỏi lẹ ra mày. Mấy giờ rồi chú? 8 giờ. 8 giờ sáng hay 8 giờ tối chú? Câu thứ hai rồi nha. Tại chú.
chú trả lời mà không có tâm gì hết trơn à. Nói 8 giờ mình phải nói 8 giờ sáng à, 8 giờ tối để người ta biết, người ta định hình, chú hiểu không? Chứ giờ nói vậy trả lời vậy ai biết đâu. Trả lời mà không có tâm. Ê, mày nhìn kỹ vô mặt tao nè. Ôi trời ơi, lỡ chân lông bự chà bá luôn chú. Có một mụn nữa, để con nặng chó đấy. Phải dẹp đây. Không thiệt. Mày thấy rõ rồi phải không? Dạ. Vậy là mày biết buổi sáng hay buổi tối rồi. Tại sao? Tại sao trên cuộc đời này có những cái con người mà ăn ít mà nói nhiều như con? Còn có những con người, có những con người người ta ăn quá nhiều, ăn quá nhiều bự cho mập thay bự thù lâu, ngồi một đống như bị bệnh tự kỷ vậy. Biến đi mày. Người chứ phải thần tiên đâu kêu biến. Đi đi thằng quỷ. Quỷ nào mà đẹp trai như con. Đẹp trai mới có ghệ thương. Ngó qua bên này có người kết. Ngó qua bên kia có em kia kết. Vừa già vừa xấu ngồi một chỗ không có ai mê hết. Oh yeah, oh yeah. Mới sáng mà công viên thả thú ra sớm mà. Trời ơi, ai đây? Ôi trời ơi, phải là bạch tuộc không? Đây là Katuna nè. Ồ, oh, đây, octopus, ừ. Bạch tuộc của lòng em nè. Trời ơi, nhìn là muốn tuộc. À, khoan chờ chút nha. Khỏi coi hình, hình ở trong điện thoại với lại hình mà gửi đi rồi gì đó, nó photo dữ lắm. Ồ, oh, không, ý anh nói là em đẹp hơn trong hình. Ủa vậy hả? Trời ơi. Chết quá. Nè. Dạ. Đi đường xa có mệt không? Mệt dễ sợ luôn. Uống cái gì nha? Uống cái gì cũng được. Bông cúc, là hăng quả. Thôi không uống mấy cái đó đâu. Sao nó uống gì cũng được? Nói theo phong trào vậy thôi hà. Nói nghe nè, em coi phim ngôn tình nhiều á, không có nên mà ngồi mà uống những cái thứ nước đó. Mình gặp nhau mình phải uống cái gì cho nó sốc, cho nó bốc. Uống cái gì nè? Rượu mạnh. Wow. Nhìn em chiều cao hơi thiếu mà được cái là gọi là yếu tố bất ngờ. Hay quá. Em nhiều thứ bất ngờ lắm. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Ủa, em có đem ly tao uống không? Thời buổi này ai uống ly y như vậy nóc. Cá tính quá. Ừ. Đã quá. Đáng lý coi trong phim á là con có để hai cái nến nữa. Có đem theo không? Không dám đem. Sao vậy? À, hai đứa mình có tuổi ghim hai cái nến là tưởng phúng viếng. Hai bà ơi, nó không có lãng mạn, nó chuyển qua nó lãng nhắc. Anh thấy lãng xẹt đó. Thì bởi vậy, hiểu nhau rồi đó. Ghét quá. Em làm vậy làm sao? Đánh yêu đó. Oh. Đánh cưng ta. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, quánh muốn xúc đầu nghề luôn trời. Anh lỡ tay. Quánh nè, tập lại nè. Anh tập quán. Anh chết 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 chết. Hello, hai người đang fall in love. Lại là mày nữa. Tại sao mày nhây quá vậy? Hả? Trời đất ơi, thiếu gì chỗ trong công viên mà không mà đi chơi, mà lỡ cho mày kiếm chuyện với tao hoài vậy? Em coi nè, cái thằng này đó, đầu tóc thì quái gở, ăn mặc thì quái dị. Nó là nhìn cái anh biết là cái nhà gọi là có mẹ sanh mà không có cha dạy. Nó gọi là cái phường mất dạy đó, hiểu không? Sao mày lì như trâu vậy mày? Hả? Ông có thấy con trâu nào mà biết cầm súng không? Chú lỡ lời. Chú nói là con đẹp như thiên thần vậy đó. Thần nào mà cái mặt ác như tôi? Thần chết. Ông muốn chết lắm phải không? À, không có. Ông muốn chết thôi, bên đây đẹp chưa muốn chết. Ôi, lạnh quá con ơi. Bữa nay chú đi chú không có mặt tả. Làm gì liên quan đến cái tả? Lạnh kia nó ướt quần nè.
Ở đây công viên, ngồi chút nó khô. À, con à, chú bị bệnh tim, con cũng đừng có chĩa súng vô mặt chú. Chú sợ chú đứng tim chú chết đó. Vậy thì đỡ tốn viên đạn. À đúng rồi, chú còn có bệnh kinh niên nữa, bệnh trĩ. Bây giờ ngồi yên chỗ đừng đâu, chú phải đi tới đi lui. Thôi chú đi nha. Đừng lại. Đứng thẳng lên. Thẳng không được. Thẳng lên. Sao nãy nói thẳng không được? Lạnh là nó thẳng. Trời vậy? Người ta lạnh là người ta quéo, sao không lạnh không thẳng được hay vậy? Chú cũng không biết. Nó với cái gì mà ông thẳng được vậy? Nó chĩa súng nghe là. Cậu ơi, cậu chĩa giùm cho tôi thẳng luôn đi cậu. Trời, bà thẳng sao bà lố quá vậy? Vì vậy em thích súng. Đứng ra. Ông, móc tiền ra đây. Cậu à, cậu còn trẻ, tại sao cậu không đi học cho đàng hoàng, trở thành người tốt? Đi ăn cướp có ngày vô tù khổ lắm. Cái gì? Ông định dạy đời tôi đó hả? Ông không phải là cha của tôi. Đừng có giáo dục tôi. Mệt quá à. Ông chĩa đâu, chĩa ăn chỗ thôi. Chĩa tùm luôn, biết súng nào là súng nào. Bộ tuổi ông còn có súng hả? Còn bà kia bà làm gì vậy? Sẵn dịp tập thể dục luôn, tập dịch chân kinh. Tập khỏe lắm, dịch chân kinh khỏe. Tôi bắn cho bà thần kinh luôn nha. Đứng lên. Đưa tiền ra đây. Dạ. Hồi sáng đi nhà băng rút có 130 đô à. Sao có 130? Dạ, 100 này là để tính vụ gái vô motel. Trời ơi. Còn 30 này, sau khi đi motel xong, tôi tính đi ăn miếng thịt bò cho nó bồi bổ sức khỏe. Nói vậy là cái hàng này là hốt free hả? Ủa, bà vậy là tình cho không biếu không hả? Dạ không, nhiều khi bên đây thối ngược nữa. Trời. Cái tuổi này là bây giờ nó khao khát lắm. Được đấy. Dạ, dạ. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Dạ, tưởng cậu tiếp. Tiếp trọng viên đạn bây giờ. Dạ, dạ, dạ. Đây. Cậu à, cậu còn trẻ mà, cướp mấy người ít tiền như tôi đâu có lợi đâu. Muốn cướp phải không? Tôi chỉ cho mấy người này giàu sang, cướp cái là vô mánh luôn. Đây nè. À, cướp những người mà ngồi hàng ghế VIP, tóc bới cao, make up lộng lẫy, đeo đồ trang sức sáng chói. Ngồi kế bên có bạn là chủ thẩm mỹ viện. Cướp vậy mới là cướp. Bà Thúy, chủ trung tâm Thúy Nga. Mày khùng hả? Cướp bả chắc cuốn sao có tao với mày. Thì thôi đi. Cướp cái người này cũng sang lắm nè. Đó. So hot. Sao nãy bà nói lạnh? Nãy nói cái súng lạnh thôi, còn du là so hot. Đẹp trai quá. Trời sanh ra để đi ăn cướp hay sao? Cái mặt thần thái lắm. Biết ông trời ông cho hết trơn à. Cho vừa thứ, trời đất ơi. Cái mặt cầm cái súng thấy cưng không? Cái quay thẳng mới dễ lấy hình nè. Trời ơi, nhìn mặt y như cái ông chăm bông vậy đó. Hả? Ông gì? Cái ông đóng vai chánh trong 007 á. Trời ơi, James Bond. À, ai biết đâu nhớ bánh mì chăm bông thịt trời ơi. Cái mặt đẹp máu ông trời đất ơi. Anh đẹp trai. Trời ơi. Em không có tiền. Bây giờ bà xưng em với tôi luôn. Bà ném về em của má tôi đó dì ba. Sao biết tôi thứ ba? Có coi phim của ba Sài Gòn chưa? Rồi. Tôi của ba Vĩnh Long. Trời ơi, có liên quan gì? Tưởng cùng quê.
Quê tôi với Bến Tre. Bến Tre hả? Ừ. Bến Tre xuống Vĩnh Long có 1 tiếng đồng hồ hả? Trời đất ơi, Đồng Hương, ra mua vé về đi chung nha. Đi đây. Bà xạo xạo hoài nha. Con. Nha. Không có. Bà diễn nữa nha. Không có diễn. Không có tiền thiệt. Sao không có tiền? Móc ra đây. Không có nhiều thì cũng phải có ít. Có 13 đô hả? Gì vậy có 13 đô? Mua đi chơi với trai đâu có ai cầm tiền. Không tin hỏi mấy chị ở dưới đâu, đi chơi với trai để trai nó lo. Thiệt. Nhưng mà tại sao có 13 đô? Cầm theo 13 đô để mua thuốc ngừa thai. Uống không ngờ sợ cứng chữa. Tuổi của bà còn trứng để đẻ hả? Hên xui. Mà nó xui nhiều hơn hơn. Tôi không có giỡn với bà nha. Anh nói thiệt, có sáng nào cũng ăn hụt gạp la hai trứng đó nó. Cầu cho nó có trứng. Cậu chỉ nào, cậu chỉ chỗ, cậu chỉ qua chỉ lại bắt tôi lé tội nghiệp. Không có giỡn gì nha. Không có giỡn, ai giỡn đâu nè. Trời đất ơi, cái tay cầm súng tới cưng quá cái thằng. Thiệt, cái cốt này cốt anh cướp hay sao á nha. Nó làm gì cũng được hết trơn đấy cưng. Không có đấy. Không làm nè. Không thua. Không thua. Thằng nhỏ đấy cưng sao. Ê, cái nách đi ăn cướp sức cái gì mà thơm quá vậy. Bà ngồi đó. Bà đó nha, đừng có mơ ước. Tôi là tôi chỉ có cướp tiền, không có cướp sắc. Sao vậy? Vì tôi đã có sắc rồi. Cái gì vậy? Hồi nãy uống rượu xỉn. Xỉn quá mày. Xỉn quá cường câu. Về thôi, có nhậu vẹt vậy quá. Về thôi. Về xỉn quá. Lại. Tôi bắn liền bây giờ nha. Không có giỡn nữa hai ông bà nha. Nha. Nhất là bà đó nha. Bà diễn sâu lắm nha. Tôi rành bà lắm nha. Nãy bà chạy chiếc Mercedes 2018 tới đây đúng không? Sao hay vậy? Tôi hửi được mùi ghế da mới. Ông chạy chiếc Corolla tới đây đúng không? Sao bà biết? Tôi hửi được mùi da móc. Ông chạy xe năm mấy vậy? 1983. Trời ơi, 1983 là Thúy Nga ta mới ra cuốn đầu tiên. Nay ta kỷ niệm 35 năm rồi mà ông chưa mua xe mới nữa cha. Vậy mới là classic. Là xe cũ hả? Ừ. Lạ hả? Để ra coi xe làm sao coi. Đi ra tôi dẫn bà đi. Đừng lại. Nó nhớ dai quá vậy ta. Nhúc nhích một lần nữa là tôi bắn thiệt đó nha. Đừng có nhúc nhích nha ông. Đi là đi thôi, đừng có nhúc. Lại. Đi đâu? Chút nữa tặng cho cái hộp quẹt với 2 lít xăng. Chị... Ủa chi vậy? Đốt mẹ nó chiếc Corolla đi. Thời buổi này ai chạy Corolla đời 1983 ông nội? Cha nội này thiệt, chạy chiếc xe tàu lao ăn cướp nó còn chê nữa. Bà đưa chìa khóa đây. Chị phá gì vậy? Chị phá nhà hay chị phá trái tim em? Bớt giỡn nha. Súng nha. Phá xe đó, mới mua Mercedes 2018. Ngồi im, không được nhúc nhích. Dạ. Nghe chưa? Trời ơi, nó làm gì vậy? Nó lướt vô như Michael Jackson. Ổng mà còn sống chắc ổng buồn dữ lắm. Sao vậy? Nó lướt y như con đuông dừa. Xấu quá. Sao lẽ vậy? Ra liền đi. Vô. Ồ, mới đây hiện hồn hả Michael? Trả lại nè. Sao vậy? Sao không cướp xe tôi đi? Ra ngoài đó mới sực nhớ, cảnh sát mới bắt hôm qua, tịch thu bằng lái rồi. Ủa? Sao sống có pháp luật cái gì? Mình ở Mỹ mà, lái xe là phải có bằng lái. Mình phải tôn trọng luật pháp. Ê, gì? Ăn cướp mà có tôn trọng luật pháp. Đúng rồi. Ăn cướp là cái sở thích. Nói nghe nè, lái xe thì cần phải có bằng lái, chứ lái máy bay không cần bằng đâu. Tôi không có muốn lái máy bay. Bà bớt diễn. Ăn cướp là mình phải bắn người. Bắn ai bây giờ?
Băng ai? Băng ai? Ông ba mình có dạy kính lão đắc thọ. Vậy là nó, vậy là bắn người già. Mà làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Tiếng con nít ở đâu ra vậy? Dạ em á, em mới sinh, mới con tháng tuổi bắn mấy con già này nè anh. Bà bớt có đóng hoạt hình nha. Ngồi yên tại chỗ nha. Thọ là đây rồi. Cái gì vậy? Tôi có ý kiến. Thời bây giờ mà nói kính lão đắc thọ là xưa rồi. Mình đang ở Mỹ thì phải sống theo kiểu Mỹ. Người Mỹ có câu Lady first, shoot her. You're right. Này, bắn em thiệt hả? You're right. Đúng. Ủa, ổng đâu rồi con? Cha già mắc dịch rồi. Ủa đâu? Mới đây mà má. Mới đây đâu rồi? Ủa cái gì nè? Đây nè má. Ra đây. Ra đây. Ủa ra đây. Không ra được. Sao không ra? Ướt quần rồi. Ra đây. Ướt quần cũng ra đây. Cậu ơi. Nói má rồi, má thấy không? Ba cái thứ tình cảm mà quen trên mạng này không thể nào mà tin được mà má không nghe lời con. Ủa, cái gì? Cái gì má con ở đây? Má thấy đi. Ai đây? Má thấy không? Trong cái lúc sống và cái lúc chết má mới thấy, mới lòi ra cái khuôn mặt chuột của ổng. Cái gì vậy? Tại con... sao là má con? Con trai của tôi nè. Tại nó không tin tôi, nó nói là tôi quen mấy người đàn ông trên mạng đó là không có chắc chắn. Ra tôi mới nói, mới ra thử ông á. Mà tôi nói anh nghe nè, tôi sai rồi. Sao sai? Nếu mà một người đàn ông lấy một người phụ nữ tuổi này là biết chắc tôi đã gãy đổ rồi. Mà đặc biệt những người single như tôi á, anh lấy anh chấp nhận. Trước tiên của người phụ nữ có con là anh phải thương con tôi. Anh phải thương con tôi mới lấy anh. Anh là một thằng hèn. Tôi sai. Má sai con. You fail. Về má. Tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng ra đây chờ Tuna mà chẳng thấy bóng em ở đâu. Tuna, anh đã chờ em một tháng rồi. Anh sẽ chờ em một tháng, một năm, một đời anh. Ủa, con. Chú, con khỏe không? Trời ơi, này chú biết hỏi thăm người khác luôn ha. Con đừng có mỉa mai chú mà. Chú biết chú có lỗi. Má con sao rồi? Má con không có khỏe. Má con không khỏe hả? Sao vậy? Má con cả tháng nay ôm cái con thú nhồi bông xanh của chú tặng đó, khóc hoài. Chắc là nhớ chú phải không? Không. Ôm con thú nhồi bông nó thấy ghê quá sợ khóc. Sao bà không quăng đi? Tại má con thương chú. Chú biết, chú đã gọi điện thoại và nhắn tin cho má con rất nhiều lần mà không thấy hồi âm. Chú buồn lắm con ơi. Cả tháng nay chú muốn bệnh luôn. Con biết. Nhìn thấy chú hôm nay ốm nhơm mà lòi hai cái lỗ tai ra luôn. Con biết chú thương má con nên con mới ra đây con kiếm cách giúp chú á. Nhưng mà má con bây giờ sao rồi? Má con giờ thì cũng... yếu lắm hả? Yếu lắm. Đừng lo. Đây, con cầm cái này về đưa cho má con uống. Có cái gì vậy chú? Sugoi Fukadan. Đặc chế từ các loại nấm thiên nhiên của Nhật Bản. Có thể phòng chống ung thư, tai biến, đột tử, đột quỵ, cao huyết áp. Ồ, có hai dạng, dạng nước về nặng, dạng viêm. Rất dễ uống, đặc biệt chỉ có trung tâm Thúy Nga độc quyền phân phối. Trời,
Chú làm như như quảng cáo vậy chú. Tao quảng cáo mà. Dạ. Chắc chú vô được một khúc ha. Ừ. Túc xúc chi, à. Nhớ chi cho hai má con thì con. Được rồi. Mọi con sẽ suy nghĩ cách làm sao giúp cho chú. Ê. Đây, nghĩ vậy nói liền cho chú. Đây, cách nào, cách nào để con suy nghĩ. Cách nào đây để mà gặp. Bây giờ để con được đừng có để con suy nghĩ lại đây. Hả? Để con gì vậy? Con. Bộ ăn cướp bạn con hay sao Diễm nữa hả? Đâu có. Sao? Chú ơi, thần thái này là cướp thiệt đó chú. Vậy. Dạ. Ê, trời ơi, đừng đánh đó, đừng đánh đó. Ê. Dạ, dạ tiền đây. Dạ, dạ tiền đây. Dạ, 130 đô. À, chú cũng còn giữ 130 đô. Có ý định đi mua theo với má con hả? Đúng rồi con. Điện thoại. Dạ. Ôi, điện thoại em. À, anh cướp đẹp trai ơi. Điện thoại này của má em tặng lúc lễ tốt nghiệp. Anh đừng có cướp. Đừng lấy điện thoại của nó. Lấy điện thoại của tôi nè. Trời ơi cậu ơi. Điện thoại của tôi tải nhiều game lắm. Em mốt cậu vô tù có thể chơi giải trí mà. Vẫn là cái ông hả? Mày hả mày? Mày hả mày? Ủa? Sao tàu đá nó có một cái mà nó lăn dữ vậy? Chắc muốn kiếm tiền thêm bảo hiểm á. Chú ơi chú, nó nghe này chú. Chú làm mà chú đánh tên cướp dữ vậy chú. Nó bất tỉnh luôn rồi chú. Nếu mà nó mà chết là chú ở tù á. À đúng rồi. Thôi bây giờ mày gọi 911. 911 đi, chú sẽ hô hấp nhân tạo đó. Đi đi. Tuna. Tại sao là Tuna? Trời ơi. I kill my baby. My God. Trong giây phút tim nguyện ghi lời thề. Ta xa nhau muôn dặm dài nhưng có nhau kề. Dài bên dài sát cánh gian nguy vẫn không rời. Nín đi anh chị. Trời ơi anh chị tưởng mình là Thanh Sang Thanh Nga hả trời. Ông bà là ném về Thanh Xà Mạch Xà. Đứng lên. Gì vậy? Trời, chú. Má. Gì? Chuyên môn làm lố. Diễn thiệt là sâu luôn. Con biết là má có vỏ nhưng mà má làm nó quay vòng vậy rồi chú sợ rồi sao? Ủa? Chuyện này là sao? Tại sao má con lại là dễ ăn cướp? Này là kịch bản của má con đó. Muốn thử lòng chú nữa đó. Gia đình của con bộ quen như Duy Nguyễn Ngọc Ngạn sao mà giết nhiều kịch vậy? Phải, ý là má con muốn thử chú là thật sự là một tháng nay má con muốn nói là coi như giờ nếu mà thử chú, nếu mà chú mà thương con một là sẽ thương má con 10. Nói nghe nè, tôi biết ông chờ tôi đây một tháng chứ, tôi ra vô tôi thấy hoài á, tôi về tôi coi tiểu sử của ông rồi, ông là người tốt, không phải người xấu, bây giờ tôi với ông già rồi, ráp lại làm bạn, tôi thử ông một lần nữa coi có thương con trai tôi không, ông thương nó thì tim tôi cũng sẽ để đây. Rồi tim sao? Con cũng để đây. Ồ, nói vậy là chú có vợ mà vừa có con nữa. Hay yeah. Quá. We are family. Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây này, đây này, đây nè.
Anh Quy bên kia, anh Quy bên kia hả? Quy bên kia. Anh Quy chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng, bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ông xòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì tốt cắt. Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm, là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, xong tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy à, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi. Đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao lại Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. Tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết tôi rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ bút vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thật. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi gì thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi, hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng, cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy đó Quy, anh Huy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Im rồi Thiêm, tự trọng sẽ đi Thiêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bả ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bả ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bả như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi.
Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh Huy. Anh Huy. Đó. Đó. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi, lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em, trời em ơi, nhắc Huy đi. Ơi. Này, chị bữa, ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây, để coi mắt em mà. À, em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì đó. Có anh có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà anh nhớ. Đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không. Để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây mà. Rồi trời em ơi. Lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ổn nha. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Cà Băng rút $1,000,000 ra cho xài. Trời ơi sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta, xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. Ok. À, ba má có rồi. Ba má sắp tới. Không, nhưng mà cái chuyện đó nó... Ba má tới đây rồi. Có. Tại sao tới đây? Khoan, lúc khoan yeah. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5,000. Thua 5,000 kéo không được. Thua 5,000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5,000 phải không? Đây, cầm lấy 10,000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không, này. Không sao mà. Làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Yeah. Hay quá. Nha. Trời ơi, sao tụi bay để ta đây? Quỳ. Sao anh hứng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, anh có, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là à, hồi nãy anh có cái đàn đó anh lấy ra. Cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè. Đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nựng nựng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè anh, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nha, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có phần trăng gì, phần trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Rồi. Một lần đã chọn địa hiếm dâm với anh, em mãi là người tình trăm năm. Trước
thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế ghê cái ông kia, ông chảy nước miếng quá trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á, quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi, cái này đủ rồi. Quay á, quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay á. Con ở đâu rồi? Dạ, con đây, con đây. Quy đâu bò? À, cái biệt anh là mổ đây. Quy đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? Ai à, nhìn Quy? Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung. Còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quy đâu? Tại sao? Tại cháu mày đi ở má Di Cờ, mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cả đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Thằng đi mày chục năm rồi, thằng đi mẹ đi cá, thằng đi ở mì đâu. Ai qua mày hát rồi không? Tại em đúng rồi, ba má hát dưới quê không ai biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn đi tê. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Hầu chưa bỏ mày đẻ mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má về quê mới đúa mày chơi trơn. Hả? Để mà thông dịch cho là tôi để con ra đây là cho con bù đây. Chứ là đâu cũng ai biết chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quy! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi thôi được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nói là mày cho mày về cho bố đó. Rồi cho mày cho rồi. Đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe không được. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con là cháu ni là con có lấy tân lý đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nói không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê là cháu lớn lên hồi xưa má cho ông bú nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó thì đó vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Đám cưới đi. Ta nói giảm ra. Ta em nhập vào. Ta được rồi đó, mày hốt nó đi về mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm thôi này mày hốt con này về mày ăn thịt nó thanh ghi viên chưa hết thịt. Bác ơi bác, tôi bác bỏ không? Hai ông bây giờ hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh xin chào. Rồi con tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Dạ Jennifer. Ấy mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Anh có quán phở kệ cho hắn chứ. Ý bạch tái hồi là cái quê quán. À không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hỏi mày là cái quê cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ quê. Dạ ở bệnh viện Từ Dũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê.
Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lên cho mày. Ủa? Lấy đây. Đây, đây, đây. Hai, nãy hai giờ, người này là... Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá. Tại vì anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì... Dạ, tụi em là... cũng chỉ là sư cô lấy tiền thôi. Ủa, sao hai người ta? Sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Thì hai người vô làm giả ba má anh Huy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai con này kỳ cục ghê. Thấy cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng, con thằng Lăng. Con thằng Lăng, cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô của anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bây đi nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đợi anh hát xong á, là anh người này rất là cô đơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là mạnh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tìm mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Phải giỡn đâu à. Thôi, bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn gì làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 mà hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Chào mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Dạ. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Yeah. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời chưa? Ơi, vui lắm anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Đúng rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Ôi, mình làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Ủa gì kỳ vậy trời? Sao đến tôi nhảy tự nhiên ban giám khảo trốn đâu mất tiêu hết trơn rồi? Trời ơi, nghĩ làm sao? Ông với Tài hơi là ông bự con, dằn cái số 15 chứ thôi có là tôi giật cái số 15 nó ra là giải nhất thuộc về của tôi rồi. Thôi dưới quê nha, em vừa đi vừa nhảy vậy đó. Rồi con nít nó bu lại nó coi quá trời. Lên đây cũng vừa đi vừa nhảy, con nít nó cũng bu lại nó coi. Coi họ lấy đá nó chọi em, nó nói em khùng. Không dám khùng như mày. Khùng mà tao biết giả đi khiêng đồ Mỹ mà mày. Dạ tâm sự quý vị bà con cô bác nghe. Ở dưới quê mấy năm trước á, em làm lễ đính hôn với cô bạn gái. Mới đính hôn thôi em tự coi em là chồng của cổ luôn. Dạ đính hôn xong cái cô nói cho cô lên thành phố đi du học. Em hỏi học cái gì, cô nói học may đồ. Không biết học 4 năm tốt nghiệp chưa mà giờ không thấy từ từ liên lạc gì hết. Em nhớ vợ quá, em bò lên đây em tìm vợ em. Quý vị bà con cô bác đây thương em, thấy vợ em đâu không chỉ giúp cho mẹ em được không? Trời ơi, bậy bạ hoài, chỉ bậy bạ ăn mỏ máu không giờ. Ai chứng giò tét gai ôn à. Ủa, cái tiếng quen quen. Ai chứng giò tét gai ôn à. Bánh chưng bánh giò. Dạ. Bán cho tôi một cái đi, bao dạ. Nhiêu? Dạ bán anh, nó chỉ dưới đây 2 đồng, bán anh đồng 2. Trời sao cô tốt bụng quá vậy? Dạ bán vốn anh ơi, bán hết về đi coi ca nhạc luôn. Ủa? Dạ. Trời ơi vợ, vợ của tôi trời. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, đồ quỷ sứ, biến thái, đồ nham nhở, đồ bỉ ổi. Mày định hãm hiếp người phụ nữ đẹp nhất Cali nè hoài. Tới nó hốt, cái hết hồn chí luôn à. Gì vậy trời? Em không nhận ra anh hả? Chồng của em nè. Trời ơi, anh lộn người anh ơi, tôi chưa có chồng. Mắc cỡ, không dám nhận. Qua đây cho anh nựng cái coi. Trời ơi, nó nựng gì mà vừa tầm tay dữ vậy trời ơi. Thấy gốm quá sao nào. Anh ơi, anh lộn mà anh ơi. Uống thuốc chưa vậy ba? Uống rồi, hồi nãy đi nắng nhức đầu uống thuốc rồi. Trời ơi trời, còn uống thuốc ở bệnh viện nào xả ra sớm dữ vậy trời. Trời ơi, ông nội này chắc trốn bệnh viện ra đây quá. Cha nội chắc chui lỗ chó bệnh viện nè. Anh ơi, tôi với quê này tôi buôn bán á, tôi không có quen biết gì anh đâu, anh lộn người rồi, tôi chưa có chồng. Em thiệt không nhận ra anh hả? Chồng em úp lúa nè. Nhìn ông có thấy lòi hột gạo đâu mà ông lúa. Em thiệt không có nhớ anh hả? Úp lép. Cái gì? Úp lép. Ai lép? Thầy em chứ ai. Dạ, cho nó vội vô duyên dễ sợ. Vĩ sứ. Sao biết lép? Thấy vậy chứ phải vậy nghe cha lội. Tự nhiên nhào cho hốt lả cái đó tôi lép à. Tôi, tên Hương, tôi với quê lên đây tôi buôn bán. Tôi không có quen biết gì anh hết, tôi chưa có chồng. Mà đặc biệt khẳng định với anh rằng tôi không có lép. Nóng máu này nè. Bị nhỏ con chứ lớn con là đè quất đó rồi. Nghĩ sao nói tôi vậy trời. Quê chứ. Không. Cái gì vậy ba? Anh khẳng định luôn. Cái gì vậy? Em là Út Lép. Anh là Út Lúa. Em là vợ của anh. Trời ơi trời. Mấy thằng điên này gặp ngoài đường mà cãi nó hồi đó là nó cắn chạy nọc. Ông nội này mà nó cắn cái chích chích 21 mũi liền nè trời. Kệ nó nương theo chiều gió lấy vào bánh đi bán. Trời thấy gớm không? Cười hoài quá. Chị ra chị mướn xe đưa em về nha. Ê, sao tự nhiên em xưng chị với anh? Bình tĩnh đừng có nóng. Mấy cái bệnh này nóng nó dồn lên não. Má ra má kêu xe đưa con về nha. Trời ơi, tự nhiên cái em đòi làm má anh là sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ muốn cái gì nói bà nội nghe. Trời ơi, em ơi em. Cái gì? Em là vợ à. Anh nó là chồng à. Thì em phải gọi anh là Mình ơi. Trời ơi, nó hốt đâu được, giờ nó hốt tôi luôn trời. Quất mày banh bọng mày luôn mày. Mình ơi, em ra anh kêu xe đưa đi bệnh viện tâm thần chợ quán nha. Gì vậy? Nhà mình đâu phải ở dưới chợ quán. Chứ nhà mình đâu? Ở trên Biên Hòa. Trời ơi trời. Trời ơi ông nội, cả cái Việt Nam ở Biên Hòa cái bệnh viện điên lớn nhất mà đòi về thẳng trung tâm luôn trời. Sao nãy giờ ông chịu nói sớm? Ở Biên Hòa phải không? Cha nội này mua thuốc mà mua sỉ nè trời. Không thèm ghé đại lý nữa. Biên Hòa phải không? Nãy giờ anh không nói tôi ra tôi kêu xe cho
anh về. Đứng đợi tôi xíu nghe. Làm phước ra kêu xe giùm cho. Đứng yên đó đi, ra kêu xe coi tôi cho bánh. Ê em. Gì nữa? Anh bình tĩnh anh, gì từ từ tôi kêu xe cho mà. Bình tĩnh anh. Bình tĩnh. Anh nên bình tĩnh anh ơi, cái gì từ từ nói nữa. Cái gì vậy ba? Rảnh ghê không? Vậy đứng đây nhảy đầm với nó là trời. Phải chi nó nhảy đẹp, tao nhảy 4 hàng chứ phải 2 hàng. Quỷ này lấn chiếm lòng lề đường quá trời. Sáng giờ đi bán mệt, thấy bà nội giờ ra đây nhảy chơi với nó vậy trời. Bà nội cha nó lát xe nó hốt vậy, nó chích tôi chứ không chích thằng này mới lạ nè. Rồi nó nhảy nó còn đổi kiểu nữa, cho giờ đổi cho nó vui luôn. Trời ơi, giống mắt bố không? Giờ buôn bán ra đứng nhảy chơi với thằng quỷ này trời ơi. Ăn ở sao giờ đứng nhảy hoài vậy trời. Ban giám khảo mai chấm rồi chứ chết bà luôn đó trời ơi. Ây da, sức người có hạn nha. Thế bán cho sáng giờ tôi đuối sức lắm này nha. Có rảnh đứng đây nhảy hoài vậy đâu nha. Ây da, nó tỉnh quá. Dụ dỗ nữa. Anh, không ấy giờ mình giải lao vài phút mình tâm sự cuộc đời mình không chứ em đuối sức lắm rồi. Cũng được, cũng được. Gì vậy? Anh nhớ em quá à. Trời ơi, nhìn cái mỏ nó tôi cảm tôi chết. Mấy này phải quất cho nó đụng nóc mới được. Em cũng nhớ anh ba. Trời, anh hôn cái đi. Hôn gì? Qua đây. Quất liền vậy trời. Không mấy giờ anh hôn gió được không? Hôn gió hả? Chơi luôn. Dạ. Trời, mai phước ghê, tôi biết đội đầu văng xuống nội kia chứ không phải banh cái mặt tôi rồi. Nám mặt ông anh tôi luôn rồi trời. Anh ơi anh, tội nghiệp tôi anh ơi. Tôi với quê đây tôi buôn bán từ sáng giờ tôi chưa bán được cái nào hết. Bây giờ anh đứng đây anh hung hoài không có buôn bán gì được. Anh đứng y chang vậy. Tôi chạy ra tôi kêu xe tôi đưa anh về giùm nghe. Đứng đó nha. Đừng kêu tôi lại nữa. Đứng đó coi giùm tôi vỏ bánh đó. Tôi ra kêu xe về giùm cho. Nhưng mà Út lép. Tội nghiệp vợ em. Ở dưới quê lên đây buôn bán cực khổ, bị xì xét quá cho nên quên tên mình luôn, không nhận ra mặt thằng chồng này nữa chứ. Bởi vậy chuyến này em lên đây đó, em quyết định là em rước cổ về dưới quê cho cổ hưởng phước. Đó, đám cưới của em nha, em mời hết bà con cô bác ở dưới đây đến nè nha. Dự đám cưới em phát người con lớp tơ, đứng cạp như cạp bắp gì hết. Chưa hết nha, phần giúp vui văn nghệ em mời toàn thể các ca nghệ sĩ Thúy Nga về trình diễn. Ca hát, múa lửa, vũ sexy có lương. Dạ làm đủ mọi thứ đó, mời. Trời ơi, ta đi làm đêm về mà im lặng cho chị ngủ chút xíu coi. Tôi làm quán bar nó mệt quá mà. Yeah. Cái gì vậy? Sao cô biết tên tôi? Trời ơi, nhìn ra tôi trời, tôi Út Lép nè trời. Vợ anh nè. Bà gì mà bà nói bà Lép? Bà nội này mà đi vượt biên khỏi cần đem phao. Ai gần chìm thôi, vịn một tay thôi cũng nổi. Quỷ sứ, không nhìn ra tôi thiệt á trời. Tôi vợ của anh đây nè trời. Thôi nha. Cái gì vậy? Không có cửa với mình đâu nha cưng. Trời ơi trời. Trời, con vợ con gái thành phố sao gan quá à. Thấy trai đẹp cái tương tướp như ăn cướp vậy hả? Trời ơi trời, không nhìn ra tôi thiệt á trời. Vợ của anh đính hôn với anh cách đây 3 năm nè, dưới quê nhớ không? Trời, đi cái tướng dách sảnh này nó mỏi hết sức vậy trời. Không nhìn ra tôi thiệt lòng, tôi giận anh đó nghe. Tôi với anh đính hôn dưới quê cách đây 3 năm. Cái tôi đòi lên thành phố tôi đeo nhẫn đính hôn của anh, không nhìn ra tôi sao? Ấy. Vậy ạ? Ủa nói vậy không lẽ cô là Út Lép vợ tôi hả? Út Lép chứ còn gì nữa, mà giờ hết lép rồi giờ nó lòi à. Ôi vậy còn cái cô bán bánh chưng bánh giò hồi nãy á. Trời, nó nghĩ sao ai cũng nói tôi giống cái con bánh chưng bánh giò đó trời. Giống. Nghĩ sao mà giống được. Tôi với nó một trời một vực, tôi một trời nữa một vực nè. Còn chưa nữa nghe. Nghĩ sao nói tôi cái giọng tôi với giọng nhỏ đó giống nhau.
Trời, giọng tôi mở miệng ra cái là đại gia, còn giọng nó mở miệng ra là đại hạ giá. Nghĩ sao mà ta Gucci, bận đồ Gucci, còn nó bận đồ Gucci. Mà nói giống tôi. Ô, nhưng mà sao em nói em lên thành phố học may đồ? Học may đồ sao bận đồ thấy ghê vậy? Có mình nói thấy ghê à. Anh nhìn xuống đây có ông nào chớp mắt đâu. Thấy không? Anh á, cổ hủ quá à. Mà tôi nói anh rồi, bây giờ tôi lên thành phố tôi thay đổi rồi. Tôi lên đây tôi làm super cool girl. Tôi giàu có, tôi sang trọng. Mà tôi biểu anh khi nào mà anh muốn lấy tôi á, anh bán hết đất dưới quê đi, anh đem tiền ở đây cho tôi làm tỷ phú rồi tôi mới lấy anh. Nhưng cái tướng anh biết chưa, bán đất được phải không? Anh nghèo anh... quá sao tôi lấy anh được. Nhưng mà thôi anh đừng buồn nha, đừng mơ mộng nha, đừng giới với tôi nữa nghe. Giờ tôi thay đổi rồi. Bye bye. Tạm biệt anh. Đừng hòng mơ mộng với tôi nữa nghe chưa. Trời ơi trời, làm gì nhìn tôi đắm đuối vậy. Chưa bao giờ thấy bạch tuộc lên bờ hết hả trời. Bye bye. Có lẽ tôi nghèo nên người ta đã phụ tình mà. Có lẽ tôi nghèo sao trở theo hơi trời xanh. Con đường tình mong manh đã dành sẵn cho mình, nên yêu đương không thành vì thôi đành sống kiếp cùng. Ông với bà nội đó y chang như nhau. Thấy tôi ăn bận vậy, khi dễ tôi, tưởng tôi nghèo hả? Để nguyên bản nhạc nghèo làm tôi lip sync mỗi miệng thấy bà. Trời, không dám nghèo đâu. Báo cho ông với là con bạch tuộc nó biết. Tôi triệu phú, vừa bán mấy trăm mảnh đất ở dưới quê, định lên đây rước cổ về cho cổ hưởng hạnh phúc. Nào ngờ đâu, lên đây mới biết cổ thay đổi dữ vậy á. Người ta cũng dưới quê, người ta lên đây người ta buôn bán, mà ta thật thà chất phác mộc mạc. Còn con vợ tôi, trời ơi, điệu này chắc nuốt con bạch tuộc không trôi quá. Kiếm bánh chưng bánh giò ăn vậy mà nó ấm bụng. Biết chờ đâu rồi nữa. Bánh giò. Trời ơi trời, mới xuất hiện cái ông kêu liền. Anh ơi, nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi ngoắc được chiếc xe cho anh rồi. Anh cho tôi lấy vỏ bánh đi bán nha. Sớm mơ giờ tôi chưa bán được cái nào nha anh. Cái xe kêu á. Bánh giò. Gì nữa? Tôi khẳng định với cô. Gì vậy anh? Cô không phải là vợ của tôi. Trời ơi, uống thuốc từ sáng giờ nhờ nó nhảy mà lọt xuống thấm thuốc rồi nè trời. Giờ anh thấm thuốc rồi đó, anh nhìn ra tôi đâu phải vợ anh phải không? Tôi xin lỗi cô, từ hồi sáng tới giờ đó tôi lộn cô với con vợ ốc lép của tôi. Ai vậy? Nhưng mà giờ nó hết lép rồi. Vậy hả? Trời ơi, cô biết không, gặp nó hồi sáng đây nè, giờ nó ăn bận gì kỳ quá cô ơi. Người nó cũng không muốn làm, nó làm con bạch tuộc. Rồi gặp vợ anh rồi, vợ anh đâu rồi? Vợ tôi hả? Dạ. Nó bỏ tôi rồi. Vợ bỏ mà cười là hiểu rồi ha, thuốc chưa thấm. Em lại anh. Em ra em kêu xe cho anh, nãy giờ tôi ngoắc được chiếc xe rồi. Anh đi xe này đã lắm à? Không thằng nào dám nhầm đường với anh hết trơn á. Dạ, vừa mới leo lên nó mở nhạc cho nghe đó. Vừa mới leo lên nó mở Ồ e. Đã lắm. Mà được cái leo lên trển không thằng nào dám ngồi, có mình anh nằm thôi mới ngon chứ. Nằm thẳng dò vậy nè anh. Ở trên nó có treo bịch nước nó nhỏ tưng 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 tưng. Hết nước cái tới nhơi liền à. Anh ơi, đứng đợi nha, tôi đi nha. Bánh giò. Trời ơi, cái gì kêu hoài, tội nghiệp tôi chưa bán được cái nào anh ơi. Tôi khẳng định với cô. Gì nữa? Tôi là triệu phú. Bên đó mà triệu phú, dám bên đây đi bán hột sòn lắm đó. Kể từ giờ phút này. Cái gì nữa lại? Tôi nói cho cô biết. Cắn tôi hả? Tôi khẳng định với cô. Cái gì? Là tôi muốn đeo đuổi em. Hả? Cho mình cơ hội như bé.
ông đang ở đâu vậy? Ông làm ơn ông về đây gấp giùm tôi đi. Trời, tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy cái ông đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông về. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chết keo luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói con đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buồn của nãy chú xanh chưa cúng, tôi đem qua dặn bụng chồng bà liền, đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ? Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm đây tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gìn gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gìn gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục, ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cả bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời đó rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Khổ tâm. Ây cha. Về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi, mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao, cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ dỗ nó lên lại dỗ lên hả. Trời đất ơi, chị mà khổ cực có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa, khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây này nè, cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á, có vợ bé chắc hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng cái mà lựa cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à? Không có đâu. Đàn ông bây giờ vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm rồi. Nha, thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nhanh nhánh không? Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin.
súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó nha. Đó đó, cỡ này mà có đạn mới chả cũng giấu nữa nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè, thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá trời ơi. Nhưng mà chẳng lẽ ổng ổng gì mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha, sao ổng trường xuống cái giường cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu, ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà dạt hết. Trời thấy ơi. Không trời lấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạc là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa à, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết thì nhé, ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng là bà nội. Ổng đi phà phà tới nhà nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra, ổng giục cái tre, lúc đó ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre của tàn mạc là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng gần tôi, bà đừng lây khùng qua người tôi nè bà nội. Dạ bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hay chơi công khai nó sướng? Tất lén, tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi, thấy không? Thấy tôi không, body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tấm lộ thiên, không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chổng tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tắm gần tiếng, nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy mà không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa? Là hả? Tôi xé ổng ra, tôi băm 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 làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não thấy không? Phải xài bằng cái này chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô máy chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi vậy bà nào? Cái bà nói là bà không có. Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà phà luôn, lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải, phải không? Phải bị bả không à? Không nói phải thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa, ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn vịt ăn rồi tôi quăn chị luôn á. Ôi đừng có bầm, bực trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới rau bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không phải dùng não. Não bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối.
Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ ba vô cạp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xin xáo luôn. Chết rồi, chứ bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu gì, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả, bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Tôi đang bán xương xáo, đang ngon vậy, tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà, mà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi, mà tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tôi cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử cho ổng, nói chuyện với ổng, xử cho ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được. Rào. Trời ơi. Ê nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Chơi tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la. Ông làm gì vậy? Huyết gió. Huyết gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phụt. Mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Chính nó luôn đâu. Quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Nhưng mà kêu thấy ghê vậy trời. Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy hả? Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa. Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa. Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời, đúng không? Cái gì vậy hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi. Mấy chục năm mình mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi. Ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bả nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Bởi sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Bà ăn mặc gì kệ che tôi. Như cái hộp chị màu vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè.
dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi, bà chơi biến cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì ấm sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Trời ơi, bữa nay bả làm sao á? Về đứng căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Mà nhìn gia gì? Đình anh không có phát thành. Sao anh nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê. Bận đồ lưng thung mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì, tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở chuồng mà anh còn dám mang dây nịch mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở chuồng mà đeo dây nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái dây cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây nè, làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ, cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay, bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nói tôi biết. Tôi biết, nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện thôi. Tôi đi về ghê quá. Bỏ ở đây. Anh từ cái xạo ha? Anh thứ sáu ha? Sáu bảnh mà người ta kêu anh bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết ha? Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi, tôi ở với bà mấy chục năm nay, tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha, bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi, đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ, vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội, có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi diện nha. Ê, không có được. Nói rồi hỏi cho cùng, anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, qua vợ tôi bị thay đổi gì sao không thể nào nhìn được. Không không, tôi phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được đó. Khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải giận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm đó. Bây giờ trước tiên hai tay đặt lên ngực,
đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi, bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ 87 bằng ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha, có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước, nó xuống nước ghê dữ vậy hả? À, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng quá. Rồi, không có nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu, tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên này mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Đúng rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? À. Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên này nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Ông đừng có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè. Thiền, tao đem đưa gai tôi thử thì có. Tao lâu. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi, ông chỉ có thấy mà ông chỉ tập bấy tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Ông có gì? Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên, bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nghe. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy, lòi ra ngâm ghê quá. Bận ngực cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con bận ngực cái gì? Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô. Thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn. Ây da. Ây da. Giấm phụ. Giấm phụ. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Trời ơi, cái này nè, thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn. Đâu có để tao không vậy? Bà có ý á mày. Lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ ra hả? Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi, ông Bảy ơi nè. Ông Bảy ơi nè. Bảy là ông. Đứng lại. Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhịp tao bảy nhịp. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, đừng chưa tin chúng ở đâu. Trời ơi. Rồi sao, tại sao? Bạn bè có hai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông. Mà lại đồng nào ông lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó? Hả? À, trong khi đó bà đây nè. Bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân gì mà nói lấy vợ của ông? Ông lọt chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung à, mọn chát. Quỷ ra mà đi ra khỏi nhà mà tôi. Đi ra khỏi nhà. Ngay ngay. Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi mà. Tôi mà không đủ nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao?
Trời ơi, lá ôm bao nhiêu năm nay còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hết. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy tiếng. Nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè, tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết chứ bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha gà giống mẹ đó. Nhìn mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn đâu có được. Ông có 8 đứa giờ thêm hai thằng trai đó nữa. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi. Quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau. Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên là nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi. Cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi. Phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Ờ. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa mà vợ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ sao giờ? Thì đó, thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang. Niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác thay được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Để giờ nói vậy giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á. Ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp rồi. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cháy nhà mới lội mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói bà nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời bà sai. Bà sai. Ông sai. Nên, ông sai. Nên giờ vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn đi vậy. Bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xúi đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hỏi cho. Cái gì vậy? Không, đúng, tôi phải ly dị chứ bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ chồng ta đang ly dị, đi nhà vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói ông sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàn. Hả? Ừ. Ai? Ai nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàn? Ai nói? Anh Bảy. Bảy hả? Rồi còn ai cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chứ về bét nhà. Bét lá. Chui hai đứa bét lại. Đưa đây. Chị Tám. Dưới cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng? Hả? Tu. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh hoang tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo.
hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn, tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không rồi đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàn vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi có phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, không có gì đâu. Móc. Cái này em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa, móc cái đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo. Hả? Gì? Sáu hả? Ừ nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái này thông tin. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận đó, thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa, thì thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nó nên lời cái đá hết gì đó chơi. Cái... Nè, không được làm gì nữa ngươi chưa? Dạ, trời ơi. Tôi lòng thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới vậy, hát bài cho mà. Bài gì? Nha, tức là cái gì, bài gì đó. Rồi, anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau, anh bậy chị tám chơi cười. Hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình nèm trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Trời lộn, trăm năm ông nào ơi. Okay. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị? Ủa? Hả? Ừ. Nói chứ không bỏ vậy chưa có để vậy, có bỏ thôi cái à, giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không hết hai ta lần siro uống mà cho nó vững tràn ra ngoài à. Còn anh sao? Ủa? Vậy? Ủa, cái sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó. Là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì. Tôi sắn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Trời ơi ta nói bởi vậy nè. Bởi đời. Tháng đời nhiều chuyện. Nhiều chuyện xàm xí. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Cơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu quần ó của Công ty An Hing Corporation, Usis Group, Young Healthy Lunch của Công ty Hằng Lê và Teletron. Gì vậy? Dạ, dạ, pháp sư còn... Nằm xuống! Con gái con lứa nằm vậy hả? Nằm đàng hoàng coi! Vuốt ve lại! Sao vô nhà tự nhiên thầy pháp kêu nằm xuống nằm liền như ngu vậy trời? Đứng lên! Dạ đứng! Đứng hai chân! Dạ đứng ạ! Ủa đây đứng sáu chân và hai chân! Hai chân! Đứng hai chân! Dạ hai chân rồi thầy! Nhảy đi, nhảy nhảy, tăng 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 Thế lại, phải lớn rồi. Ô.
bệnh viện tâm thần mới thả ra hả? Dạ đâu có. Sao dạ. Vào trong này là thè cả lưỡi ra thế? Đâu có đâu, tôi vô tới đây tôi kiếm pháp sư. Mà ông pháp sư ở trong ông kêu tôi làm cái gì tôi phải làm vậy. Tại vì ông linh thiêng lắm. Anh là ai cho tôi gặp ông pháp sư được không? Pháp sư à? Dạ, Trần Phiêu Diêu. Đây. Ủa, pháp sư đây hả? Tôi là pháp sư. Dạ, thấy không, mỗi lần pháp sư bận màu đen mà hôm nay xanh dờn vậy. Dạ, còn tươi quá. Vẫn còn xanh tươi. Dạ. Sao vào tự dưng thè lưỡi, thè đồ ra làm gì thế? Dạ, tôi đâu có biết đâu, thầy kêu tôi làm gì tôi làm vậy à, tôi ngoan lắm. Ồ, tôi có kêu bà đâu. Chứ nãy giờ thầy kêu ai? Nãy giờ tôi tắm lợn. Ủa, thầy nói vậy là thầy nói thầy so tôi như con heo vậy đó hả? Không, tôi tắm con lợn. Tôi có nuôi con lợn nên nó là thú cưng của tôi. À vậy hả? Tôi bảo nó đứng hai chân lên nằm vật vã ra mà. À, hả? Chứ thầy không phải nói, kêu nói tôi là heo đúng không? Không, tôi không nói bà là heo. Tôi không nói bà là heo, là lợn gì cả. Bà hỏi cái câu này tôi mới đánh giá bà là lợn ấy. Thì làm sao ta? Móc cái đầu óc hơi lợn tí. À, gọi là óc heo đó. Dạ. Thì và đây có việc gì đây? Dạ, dạ xin phép thầy. Ơi cái gì vậy luôn rồi? Gì nữa thầy? Sao bà ngồi lên con chó của tôi? Dạ không có ghế không thầy ơi. Không, cái vòng con chó. Hả? Này Lucky, sorry con nhá, con chết một lần rồi. Con mẹ này con ngồi lên cũng không chết nữa đâu. Nhá. Dạ dạ. Đi con, đi rồi. Trời sao nhà thầy vong thâm vậy hả thầy? Đây tôi nói cho cô nghe, tôi làm pháp sư 35 năm rồi. Dạ. Đấy. Trong nhà này tôi nuôi tất cả các loại vong. Như thế ghê vậy? Này, vong chó, vong mèo này, vong lợn này, vong chim này, gà này. Nói chung là những con vật nào mà người nó bị chết oan, chết ức mà người ta giết nó ăn thịt mà cảm thấy nhất là chó. Không, cái vong đó tôi cũng thấy đó thầy. Thấy ở đâu? Ở ngã năm chuồng chó đó, bữa thấy cái đùi ngon quá định vô ăn. Này, ăn cái đấy là mắc nghiệp đấy nhá. Làm gì mắc nghiệp? Đây, bà thử ăn thịt chó đi rồi xong bà thấy mắc nghiệp nhá. Dạ. Mai mốt thì bà phải nghiệp con chó, bà phải nuôi con chó nhá. Dạ. Xong rồi bà phải dẫn đi nhá. Rồi bà để cái túi ni lông trong này, ở đây có tờ báo này. Xong bà dắt nó đi nhá, tung tăng. Đấy, tung tăng xong rồi nó đi vào gốc cây nó đứng, rồi bà phải đứng bà rình này. Đấy, khi nào nó đi ra bà phải hốt xong rồi bỏ trong túi, xong bà bỏ thùng rác. Đúng rồi thầy, cái nghiệp đó của tôi đó, giờ tôi nuôi thú cưng tôi chăm sóc còn hơn con tôi nữa mà. Đấy. Dạ. Không nên ăn thịt cầy. Dạ. Cảm ơn thầy nhắc nhở nghe. Ô, cái gì nữa thầy? À, con chim mà họa mi. Họa mi nó đậu trên cái khăn. Con ơi xuống đừng ơi. Trên khăn cô. Trời ơi. Ôi Miu. Cái gì nữa? Sao con cào cái quần của cô đấy? Đợi tuột. Thôi đi rồi. Nó đi rồi. Tôi đuổi nó đi ngay. Bà mà tuột cái đấy xuống thì cả cái dạp này nôn hết. Đúng rồi thầy ơi. Chứ lõa lồ coi nó kỳ lắm, bận áo dài mà không có quần cái kỳ đó. Nói chung là giờ xúc vật trong nhà thầy nó đi hết chưa thầy? Đi rồi, ngồi xuống đi. Rồi được chưa? Được rồi. Ngồi đấy được không? Thôi tôi ngồi xuống đây. Ngồi bận áo quần thế này mà ngồi đây hèn lắm. Ngồi dạ. Đây đi. Ngồi đi. Dạ anh chó, anh mèo, anh heo, anh gà cho đi anh ngồi. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, nhà vậy là xúc vật không thấy ghê quá. Dạ. Ôi! Cái gì đó? Nó cắn em ở đây. Không. Bà quên vén cái tà áo, tôi sợ nó nhăn. Ngồi xuống. Thầy làm như thầy me tôi, thầy để ý tôi lắm nha. Thầy để tôi yên 5 phút nha, nãy giờ tim tôi là nó nhói rung động hết trơn rồi đó. Dạ. Dạ. Ê. Dạ. Thế hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thầy riết, quên giờ mới nhớ thầy riết. Cái quảng ngay xưa con. Sao thầy? Em nói bình thường còn chưa nghe, vừa khóc vừa nói thì chó nghe. Tại thầy hỏi đến gia cảnh em thì em khóc vậy đó mà. Gia cảnh thì cũng vừa vừa ấy. Dạ. Nói không ai nghe gì. Dạ, dạ nói bình thường. Bình thường. Thầy là tôi vô đây là tôi thấy vong xung quanh là tôi nể thầy rồi đó thầy. Thầy bắt vong hay quá. Trời ơi xin lỗi cô nha. Dạ. Tôi là nổi tiếng một thời. Anh liệt. Gọi hồn luôn mà. Vậy hả thầy? Tôi gọi hồn. Tôi gọi cái hồn nào mà nó ly kỳ không thầy? Này nhá, tôi nói cho cô nghe, tôi làm việc rất là nguyên tắc. Dạ. Cách đây 5 năm, tôi gọi luôn được cả sơn tinh thủy tinh lên luôn. Gọi sơn tinh thủy tinh lên chi? Gọi sơn tinh thủy tinh lên để giãn hòa. Rồi có hòa không thầy? Hòa rồi.
hòa rồi, cho nên là không có bị ngập lụt, không có bị này kia nữa rồi. Xạo xạo không, mỗi lần mưa nó cũng ngập quá thì ngập á thầy. Này, ngập cái đấy là không phải là do thủy tinh nhá. Ủa vậy hả? Là do con người. Con người mắc gì làm ngập? Con người xả rác nhiều quá nó ngập cống ấy. À. Đó, rồi phá rừng nhiều quá ông Sơn Tinh ông cho nước xuống luôn. Hay quá, đúng rồi. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Này, tôi còn là trị được luôn cả, chữa bệnh luôn được cho cả con ma cả tưng đấy. Ma con cả ma tưng mà nhảy vậy hả? Phim đấy. Ồ, thầy nhảy giống thiệt chứ. Đấy. Nhìn thầy giống lắm. Này. Dạ. Không phạm thượng thế nhá. Dạ dạ. Ôi thầy ơi, mà tại sao con ma nó không đi bình thường, nó phải nhảy cả tưng vậy, mệt này. Con ma đấy nó chôn lâu rồi. Dạ. Nó chôn lâu rồi mà người ta cứ chôn thẳng thế này này thì cơ nó cứng. Thầy bỏ được. Thầy làm sao? Thế tôi mới chụp cái vòng nó lên xong rồi tôi làm vật lý trị liệu. Thế tôi cho nó đi tập gym. Thế là nó đi hay quá, tôi nể thầy quá. Ma cà tưng mà thầy còn chăm cứu được nó, hay quá. Bởi vì dạo này người ta không có làm ma cà tưng, nó làm mấy ma khác không. Hay quá, tôi nể thầy quá thầy ơi. Hay quá trời luôn, còn gì để nói nữa. Đấy, thế à, tôi nói thật với cô ấy. Ngày xưa tôi ở Mỹ đó. Dạ. Tôi cũng gọi vong. Dạ. Gọi vong cho người ta. Vậy hả? Đó, cô có dạ xem. Có. Tôi là tôi, người ta giới thiệu tôi mới biết chứ tôi đâu biết thầy đâu. Người ta mở trên mạng, ta nói ngày xưa thầy chụp được cái vong của cái vợ của cái ông mà cái mặt sệ sệ có cái nút ruồi ở đây nè. Đó, mà chụp được cái vong mà trong khi bả còn sống mới hay á. À, cái đấy là tại vì ông đưa địa chỉ nhầm. Đưa địa chỉ nhầm. Nói thật ra thì trong bao nhiêu năm đấy thì tôi cũng làm ra tiền nhiều lắm. Dạ. Thế rồi đầu tư vào trung tâm nha khoa. Trời đất ơi. Thầy làm pháp sư chưa đủ sao còn mở nha khoa làm chi thầy? Mở mẹ gì? Nói sai chúng nó vả cho rớt răng ấy thì đi làm ấy chứ. À. Người ta đánh gãy răng xong rồi vào nha khoa làm hết. À vậy hả? Anh ra giờ thầy mới về Việt Nam ở đúng không? Ừ. Vậy mới có phước gặp thầy. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây xin lỗi cô này. Có việc gì chứ hôm nay là nói chung là tôi giải nghệ rồi đấy. Ơ trời thầy ơi, đâu có giải nghệ được thầy. Tôi tới tôi nhờ thầy giúp mày giải nghệ chết tôi rồi. Không, tôi quyết định giải nghệ rồi. Giải nghệ? Trong đâu giúp tôi đi thầy. Tôi giải nghệ. Đừng có giải nghệ mà. Tôi phải giải nghệ. Đừng có giải nghệ. Tôi giải nghệ, tôi tính thế này này. Dạ sao? Tôi 35 năm tôi làm nghề, cũng dạ. Là 35 năm là kỷ niệm của Thúy Nga. Dạ. Thế là tôi tính sang Mỹ trở lại để tôi xem chương trình 35 năm Thúy Nga. Thầy ơi, thầy có đi á, thầy cũng giải quyết công chuyện gia đình cho tôi xong rồi tôi cho thầy đi. Tôi thầy đi coi đi qua Mỹ phải không? Đúng rồi. Dạ, đi qua Mỹ là phải có tiền đô chứ thầy. Này. Dạ. Tôi nói cho cô nghe nhé. Dạ sao ạ? Cô đừng lấy tiền cô đập trong mặt tôi như thế này. Tôi không bao giờ thích cái trò này. Không có thầy ơi, thầy cô nói... làm như thế này là sĩ diện của tôi ở đâu? Thầy nói vậy là sai rồi, đó là tiền. Còn cái nào tiền đập vô mặt nó phải sắp như thế này đó. Đập như nè, đập nè. Thấy cưng không? Giống như massage cái này mới đập nè. Đập nè, thấy cưng không? Đó, cái đó mới đập đó thầy. Này, cô nhờn mặt vừa vừa ấy. Cô đem tiền ra cô đập vào mặt tôi thế này à? Cô tưởng đâu là tôi cần cái này à? Dạ dạ thôi. Cô sao lấy lại thế? mới vừa đùa. Đùa. Tại vì em sợ thầy cầm tiền nó bự quá mệt. Thôi cầm này nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chắc cái tay. Vàng à? Dạ khỏi cắn thầy. Ừ cái này thì được. Dạ. Vậy thầy giúp hả thầy? Bây giờ tôi giúp cho. Dạ dạ. Tôi giúp về nhanh chóng để tôi còn đi sang Mỹ lại. Dạ. Thế bây giờ gia đình có chuyện gì? Trời ơi thầy không chắc cái gì. Đây lại cái mồm lại khóc nữa. Ồ, không. Nói thôi bình thường. Con nhỏ con gái gả lấy chồng mà nó kỳ quá thầy, nó không chịu lấy làm như dông nhập nó. Hồi đó nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm. Sao mỗi lần giờ nó nhìn mặt tôi ha, là mấy ngày nay nó nhìn thẳng vào mặt tôi ha, nó chỉ thẳng vào mặt tôi, nó nói bà vừa lùn vừa xấu vừa ác lắm bà biết không, bà vừa lùn vừa xấu vừa ác bà biết không. Ngày nó chửi tôi ba lần như chú đại bi. Thế là bà giận nó chứ gì? Tôi giận lắm thầy ơi. Tôi nói cho bà nghe, vong nhập đó. À, không cần phải vong nhập. Tại sao vậy thầy? Nhá, gặp tôi cũng nói như thế. Nếu bà cao bà đẹp nó đâu có nói bà lùn bà xấu thật. Nhưng mà là con cái, có đứa nào nó dám nói mình vậy đâu. Từ đó giờ tôi nuôi nó hai mươi mấy năm chưa bây giờ nó nói. Bây giờ vong nhập nó mới nói đó. Thế bây giờ bà tin là vong nhập gì? Vong nhập với lại gì nè, nó không lấy á. Bà chồng nó đi về đây mà nó chửi ổng vậy. Ổng về nước xong bảo lãnh tôi.
Thế thằng kia bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Ôi 13 tuổi ấu dâm à? Là sao thầy? Con bà ít nhất phải hai mấy mà lấy 13. Đâu có, 13 năm nữa là ổng 100. Thế, tính ra là 87 tuổi. Dạ 87 tuổi. Thế sao không lấy bà? Ổng không chịu lấy tôi, chứ ổng chịu là tôi hố ổng rồi. Ừ, cỡ này 100 tuổi cũng không lấy bà đâu. Nói quá thầy. Tại vì ổng là Việt Kiều cho nên là tôi mê ổng lắm. Ổng lấy cái là đảo lãnh hai mẹ con tôi qua liền. Bây giờ thầy giúp tôi đi, thầy chụp cái vong ra cho nó đồng ý đi ông. Thế con bà đâu? Dạ con em ngoài kia kìa. Kêu nó vào đây. Con ơi con tôi vô tôi trình với thầy trước thầy. Đây nè con gái tôi nè, đẹp quá phải không thầy? Nè con tôi nè. Vô đây con, vô. Dạ đây con đất ơi. Dạ. Trời ơi cái chỗ gì mà tối thui như cái động vậy? Hả? Trời ơi nói kỳ vậy con. Cái am của người ta mà nó có động. Làm như mẹ là gái của ông này là khách vậy. Quên, đeo kiến. Ừ, gỡ kiến ra. Trời ơi, cũng tối thui à. Dông nhập nó thầy thấy không? Sáng vậy mà nó thấy tối thui à. Thấy ghê không? Chào thầy đi con. Bỏ đồ ở đây rồi chào thầy. Con tay chào thầy. Ông có dạy tôi ngày nào đâu mà mới bắt tôi kêu ông bằng thầy. Này này, tôi nói cho cô nghe nhá. Không cần phải dạy mới gọi bằng thầy. Có nhiều người học vật vã ra, đi dạy chỉ có một bộ người thế này gọi bằng thầy thôi. Người nào người ta học gọi bằng thầy thôi. Còn những người như tôi này, chỉ có một tí tẹo của ơn trên cho thôi. Bao nhiêu người phải gọi bằng thầy. Chắp tay, con lạy thầy, con lạy thầy. Thầy đừng lạy con gái. Chả biết con mẹ gì. Dạ, thầy đừng lạy con gái em. Dạ, dạy thầy. Thầy giúp con gái em đi, con gái của em đó. Con gái bà không... đấy hả? Dạ, con gái em á. Tôi nói bà nghe. Dạ. Con gái bà quá đẹp. Dạ. Gặp cô ấy tôi chỉ có 8 chữ trong một câu thơ để tôi nói về sắc đẹp của cô ấy. 8 chữ. Nói đi thầy. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hay quá. Con tôi mà 9 tháng 10 ngày ít nhất nó phải lấy miếng máu tôi chứ. Nhờ vậy nó mới đẹp đó. Đấy tôi nói nha. Trong một cây chuối nó đẻ mấy cây con. Dạ. Nó phải giống cây mẹ. Phải giống em chứ. Tôi nói thật với bà, con bà nó 8 chữ. Dạ. Bà chỉ 4 chữ thôi là đã nói lên được sắc đẹp của bà. Của em giống như là thuốc bắc mà sắc lại vậy đó. Người ta 8 chữ là em 4 chữ, đúng không? Đúng. Quốc sắc thiên hương. Bình thường. Tứ đại mỹ nhân. Bèo. Chim sa cá lặn. Bỏ đi. Chứ là 4 chữ gì? Ma chê quỷ hồn. Má. Cái gì? Con tôi không có bệnh thầy gì hết trơn á. Hả? Má ở đây đi. Tôi đi về. Con mà về hả? Con mà về má đập đầu tự tử liền luôn á. Trời ơi má ơi. Con đã nói với má là con không có bệnh gì hết á. Con mà về má cho xe cán á. Xe cán tôi đi xe. Xe cán tôi đi. Mỗi lần á mà con nói tới má cái má đòi chết đòi sống à. Xe cán tôi đi con xe. Con không có bệnh gì hết á. Cán tôi đi. Để, mày cứ để yên đi mày cản làm gì. Để cho xe cán bà đi. Thế giới đỡ một con xấu. Trời đất. Cái gì vậy? Thầy ơi thầy, nó bị nhập rồi đó thầy. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Tôi nhìn bà lâu lắm rồi bà biết không? Đó thầy thấy không? Đó thấy ghê không thầy? Má ơi cái gì vậy? Con bị gì sao tự nhiên con mệt quá? Trời ơi, cái vong này nhập vô mà không phải vong bình thường. Cái vong này làm như là... Con mệt con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây. Thấy không thầy? Thầy ơi, con bị gì vậy thầy? Không, con bị... Sao đây? Sao? Cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe nhá. Con này... Quỷ nhập nó? Không, quỷ là bình thường. Con này phải hơn con quỷ. Hay quá thầy ơi. Nó nhìn vào mặt con quỷ này mà nó chửi được, nó phải hơn là con quỷ kia. Thầy Pháp này, ông đang khen hay chơi tôi vậy cha? Không, cái đấy là tôi nói thật, chứ không phải là bình thường. Đúng rồi. Tôi nói bà nghe. Bây giờ có cách nào trị nó không? Bây giờ cách trị thì tôi rất là nhiều. Đây. Đây. Tất cả những cái này là tôi toàn là trị quỷ. Ờ. Dây thừng này, roi dâu này, ừ. Chổi cha này, ừ. Đòn gánh này, ờ. Đấy, chổi lông gà này, tất cả các thứ. Nhưng mà không ăn thua với cái con này đâu. Bây giờ kiếm cách nào trị nó? Bây giờ phải hiện đại hơn. Đúng rồi. Tôi trục là phải ra. Với điều kiện. Điều kiện gì? Chích điện. Từ đó tới giờ tôi mới thấy á. Nó sợ được kìa.
chích điện luôn. Nó cười là nó sợ đó. Yên tâm, chích điện nó sẽ ra. Bây giờ. Nhưng mà có sao con gái tôi không? Không, nó chỉ ú ớ tí thôi rồi cái vòng nó xuất ra thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ này, bà tôi ôm nó lại, bà ôm nó lại đi nha. Con gái ơi, con gái, ra đây mẹ, mẹ nói nghe nè. Mẹ thương nè, ra đây mẹ thương nè. Ra đây mẹ không bây giờ này nha. Nghe lời mẹ, cho mẹ ôm. Lâu quá mẹ không ôm con, mẽ ôm cho lay cái đẹp. Người ta nói là ôm người đẹp nó sẽ lay đẹp nha. Ôm mẹ, mẹ ôm con. Ú tung mất tung mất tung. Mẹ làm cái gì vậy? Ôm mà ôm mà. Rồi, mẹ làm gì vậy? 1 2 3 chích nè, chích. Ôi da. Cái gì vậy? Mẹ bị gì vậy? Tạo dáng. Bị gì vậy? Tao có ra rồi muốn đứng dậy. Sao không? Không có bị gì hết trơn á. Nói nghe nè, ông hiện giờ là ông đang chí tao điếc à. Chí nhõng phao câu luôn. Đau nha, điện chứ không phải đồ chơi nha. Má có sao không? Ây da. Má bị vào. Má không bị gì hết trơn á. Má muốn ôm đâu? Má muốn ôm đâu? Chí. Trời ơi, má có sao không vậy? Không có cái vòng nào nhập con vòng cô nội. Trời ơi, ôm mẹ, ôm mẹ, ôm mẹ. Sao nghe mùi silicone đâu vậy? Ê, sao tôi không có cảm giác gì không? Bây giờ là bà đã làm quen được với nguồn điện này rồi. Quen ngủ nội tôi chứ quen. Nhờ có miếng mút hộ giá. Trời ơi, má không ơi. Có. Không có quen đâu. Ông làm ơn ông cẩn thận giùm tôi đi ông thầy. Trời bà, ông phải cẩn thận. Đây, đây, đây. Má bị gì không vậy? Thầy, má. Bà có bình thường không? Ôm nó vào. Má, bà có bình thường không? Anh Hương. Má đừng có làm sợ nha. Anh Hương, anh còn mạnh không? Anh ủ con gái. Hả? Anh ủ con gái. Bà mới bảo gì? Ủ con gái. Cái gì? Con lạy mẹ. Con năm nay 73 tuổi rồi. Nửa cái con còn làm không được. Má. Chết mẹ. Má, má có sao không vậy? Ê, cha nội nó nói muốn sản hồn. Bà mới bảo gì? Tôi nói là ông còn khỏe, ông phụ tôi một cái để ôm con gái tôi lại. Cái mặt ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi nghĩ như con gái bà nghĩ đây. Má bậy quá nha. Ba chết lâu rồi, má hồi xuân phải không? Trời ơi. Mày tầm ba không à. Ba mày mà còn sống hả? Là kiểu như ông chửi mày á. Nói mày bậy bạ không à. Nếu như mà ngày thời xưa làm Tiết Hạnh Khả Phong như má đó, thờ chồng hai mấy năm à, thế nào cũng được trưng cái bản. Cái gì vậy? Bà. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn vừa độc ác vừa xấu. Bà vừa lùn bà độc ác vừa xấu. Chửi má. Tôi nói cho bà nghe, bà lấy con gái bà ra chỉ là để bà kiếm lợi cho bà thôi. Bà chỉ ham tiền. Bà ham tiền bà gái con gái của bà. Ồ, sao giống chồng tôi vậy? Tôi dù có chết tôi cũng trở về đây để tôi bảo vệ con gái của tôi. Mình ai cửa vậy để qua tán mặt tay. Xin rồi. Xin rồi đi à. Ai mới vừa nhập vào tôi thế? Chồng tôi mới nhập vô thầy á. Hay quá thầy ơi. Thầy làm ơn nhập lại đi. Lâu quá tôi không tán vô mặt ổng. Cho tôi tán ổng cái cho nó đã. Này bà chị ơi. Cho tôi tán. Em không điên. Giang em làm mấy lần rồi. Bây giờ em không thích một cái tát vào mà em phải đi làm răng nữa đâu. Cái ông chồng này thiệt, lúc nào ổng cũng nhanh lẹ. Làm cái gì cũng lẹ. Không bao giờ lâu được hết trơn á tội. Bực quá trời luôn thiệt. Bây giờ làm sao thầy? À, nhưng mà có điện thoại. Đây nè. Đây nè, trời trời ơi, nó rung mà còn không nghe nữa. Cái gì? Hả? Chị Thúy hả chị Thúy? Trời ơi ơi. Dạ dạ, rồi em biết rồi, thôi tay thắp. Dạ chị thắp nhang giùm em nha. Chết rồi con ơi. Cái gì vậy má? Cái ông chồng của con 87 tuổi đó, ông đòi về lấy con. Bà vợ bà đứt cơ ngoá bà chết rồi. Có bà bạn bà nhờ bà tới bà phúng biếu mà mới thấy. Ông sáu đời vợ kéo tới đang chia gia tài, bắt đầu về xé tôi luôn. Nay tôi có bà chị bà báo. Đừng có vé. Ủa nó nghe nè, sao tôi đang buồn mà hai người vé nhau vậy? Bây giờ giải quyết đi. Xin lỗi bà. Hả? Chuyện này á, con bà nó nói tôi hết rồi. Ủa làm sao con tôi bị ma nhập mà? Ma nhập khỉ gì? Có bà điên thì có. Bây giờ tôi hỏi bà đây, con mình đẹp mơn mởn này, bà đi gả cho thằng 80 mấy tuổi, bà điên à? Thì tôi nghĩ là qua bển thời gian thế nào nó cũng chết rồi tôi hưởng gia tài luôn. Hồi nín đi. Nó xấu đời vợ kìa. Có tên bà không? Bà,
Ê, nó kể cho tôi nghe hết rồi. Ủa con, sao con nói với mẹ là con kể cho thầy, làm nãy giờ ông vô ông chích điện mẹ muốn giật. Con nói mà mẹ đâu có nghe đâu. Mẹ ham tiền, mẹ ham đi Mỹ, mẹ ép con lấy ông Việt Kiều. Con đâu có thương đâu, con có người yêu rồi. Sao con nói với mẹ con có người yêu? Tại vì ảnh còn đi học mà ảnh học ở Mỹ á. Hả? Con sợ mẹ không chịu nên con không nói. Ý, hình như ảnh gọi con nè. Alo. Anh thấy em không? Em nè. Anh Teo hả? Em nở nè. Trời đất ơi. Nó Teo hả con? Dạ. Con ngược lại đi. Mà con Teo nó nở chứ. Nó Teo có làm ăn gì được không? Anh ơi, mọi việc ok hết rồi. Mẹ em không ép em lấy ông Việt Kiều nữa. Quen đấy. Ê. Ê Teo. 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 Ê, mày ở bên đấy mà mày quen được con bên này đẹp thế. Mày giống thằng cha mày đấy chứ. Tao là thằng này giỏi đó. Ê, nó nghe nè, ông là ai mà không biết thằng cha nó? Anh, thôi chút nữa em gọi là anh sau nha. Hả? Bà hỏi gì? Anh là ai mà biết thằng cha nó? Này, không được gọi là thằng cha nhá, phải gọi là anh cha nó. Ơi, từ đó tới giờ người ta chửi tao nói trời, cái mặt nhỏ y chang thằng cha nó à. Chứ đâu ai nói mặt y chang anh cha. Đặc biệt ở trong ngôi nhà này phải gọi là anh cha nó. Bắt gì tôi phải kêu anh cha? Cha nó đây. Thằng Teo đấy là con của tôi. Anh, con anh đó hả? Hai cha con đẹp y chang à. Con thì Teo, cha thì Quéo. Thấy cưng quá trời vậy đó à. Này gái. Dạ. Anh hỏi gái, gái có nhìn thấy anh chưa mà gái bảo anh Quéo. Nãy giờ thấy đứng Quéo quá. Không, anh đứng thì Quéo thế thôi. Nhá, anh nằm nó không Quéo. Nằm thẳng hả? Nằm Quéo? Nằm thẳng. À, nằm thẳng. Dạ. Tôi nói cho bà nghe, xin lỗi bà, con bà gặp ai chứ gặp con tôi thì tốt phúc rồi. Vậy hả? Mà con tôi nó cũng tốt phúc là gặp con này. Con này nó không phải như bà, tính nết nó khác bà. Nhá. Còn con trai của tôi báo cho bà biết, nó không phải là một đứa bình thường. Nó học đàng hoàng, nó ra đại học rồi, nhưng mà nó ước mơ nó vẫn làm một cái gì đó to hơn. Cho nên nó học còn một năm nữa nó ra trường để nó lấy một cái bằng mà sau này nó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái bằng người ta gọi là tiếng Mỹ, người ta gọi. Có biết tiếng Mỹ không? Biết. Tôi sợ không biết thì nói ra không biết đấy. Này, cái bằng ấy gọi là cái bằng massage. Hay. Trời ơi thầy ơi, master chứ không phải master. Mẹ về Việt Nam lâu quá quên mẹ tiếng Mỹ hết rồi. Chửi tôi cho đã, hỏi tôi biết anh văn không đồ. Tưởng sao quất cái mắt foot massage 15 đồng giờ. Con ông học master là nó ra cử nhân đồ xịn lắm. Đồng ý chứ không đồng ý tại con tôi nó không nói. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề gọi hồn đồ này nọ tôi bỏ rồi. Pháp sư phiêu diêu để treo đây để làm kỷ niệm thôi. Thế bây giờ này, con tôi nó quen với con của chị. Ừ. Thôi vào trong đây. Đi vô ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ê, để xem ngày nào tốt tốt đấy. Ừ. Thì mình lại cho hai bên gặp nhau. Thôi cần mẹ gì xem ngày. Bỏ đi. Cứ mê tín dị đoan như đúng thế này rồi thì không được đâu. Chúng cứ nó lừa, là chúng nó ăn hết cả tiền. Đấy đấy, bây giờ thôi ông anh cứ xem đi. Coi coi hai đứa nó ngày nào tốt cho nó có với người ta. Không. Vậy là mẹ chịu hả mẹ? Chịu chứ. Bây giờ này này, sẵn dịp là Tết rồi. Với lại dù gì cũng là một nhà. Ở đây đây vô. Rồi ở đây cũng quẩn lâu rồi, đây đây cũng vô được một cặp. Này 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 này. Gì nữa? Cái này là phải xem lại nhá. Làm đi xem lại. Xin lỗi bà, đây dù đây không là cái gì nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tầm thường. Không phải là dai mà dễ dãi như thế nhá. Không có con gái con lứa nào mà gặp dai một hôm mà đi tỏ tình như thế này. Mà cũng không có thằng đàn ông nào mà ừ ngay đâu. Tôi là tôi có cái quyết định của tôi. Tôi có cái sĩ diện của tôi. Phải cho tôi thời gian. Bao lâu? Hai hôm. Mai anh trả lời. Quá cái vờ đặt giả vờ. Rồi bây giờ cứ quyết định. Nãy tôi thấy chích vô vòng ba tôi là tôi nghi rồi. Cứ quyết định thế này. Yeah. Cái Tết này thì cho gọi nó về luôn. Nó về ăn Tết ở đây. Rồi sẵn rồi dẫn sang nhà chị. Nếu mà được thì cho chúng nó làm đám cưới luôn. Thế là Tết này là mình tam hỷ lâm môn. Ủa làm gì tam hỷ lâm môn? Thì nói với thằng kia một cặp, đây với đây một cặp. Ủa vậy mới có xong hỷ à? Tam hỷ, chẳng lẽ tôi có chữa?
Trời ơi má. Bậy cái nghe. Này chích vào đít bà. Trên đây chưa có gì. Ra đây. Đây này, cái tam hỷ lâm môn là này là đây sao? Với đây một cặp, đây với đây một cặp. Tết nữa, vui nữa là phải tam hỷ lâm môn không? Vậy hả? Vậy thôi giờ báo hỷ với bà con, ra duyên mình cưới luôn. Cưới yeah. luôn nha con nha. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ vô mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, tụi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói kỳ vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi. Bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra hoàng được nghe tiếng câu bà lớn đây, ba không có quyền hát bài này, bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mày còn ở với tao á, tao làm cái gì mày lại phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây là con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Không, con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành đoạn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. À, không có. Tao nghe kỹ rồi. Tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà nghe chưa? Ê, còn nhà con, còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có nhà không? Quan tài có nhà không? Ba mày đâu? Ở đây không phải chạy hòm, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba
con đâu? Ba ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? À, trốn ai chứ? Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có được trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo, để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng Bất Thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn nào mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì á? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi còn nổi mới luộc chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khất món nợ vài ngày đi anh. Xít đâu nữa mày? Chú, còn lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dẹp mày. Khoan. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ra bao nhiêu cây vàng mày nhớ không mày? Dạ nhớ. Lúc mượn 10 cây. Ừ. Tiền lời cắt cổ là. Hả? Bây giờ không. Tiền lời nhẹ nhàng. Vốn lẫn lời là 22 cây. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba. Cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ đây. Ở đây ca. Dạ xong quyết đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái thì phải. Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu quay. Cái. Trời ơi. Bàn tay năm ngón ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà Chính ba trốn đi. Bà Chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Đau đầu quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc không? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Anh Quang ơi, anh có nhà không? Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Anh mẹ Tư chủ nhà. Có nhà không? Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc rồi. Anh Quang ơi, anh có... Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề được phải không? Tao nói thiệt nghe, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tốp vô nó khiêng đi rồi. Tao thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ.
không lo làm ăn, lo đánh số đề, cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe, ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi núp luôn ở trỏng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi làm sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm, nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi, bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chính bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạc nước sôi trong mặt người ta vậy? Thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe đó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng mà tiền nhà mà chị làm gì lá lối om sòm vậy, ai dám thiếu chị tháng nữa. Trời, mà tôi nói chị nghe, tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, là tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn, bệnh lo bài bạc số đề là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoan, có con nào chỉ tôi đánh hôm rày thua quá anh Quan. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ ra con cá kìa. Thôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Tại tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi. Đúng không? Là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Thắng cho anh là tôi không biết nữa. Từ bởi vậy? Tại của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chiêm bao mộng mị con thấy gì đó, con nói Tư nghe, cái Tư đánh với trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm chiêm bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với bà con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng Tài đã nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Gì con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tự tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời á, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư. Hả? Cả tháng nay á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á. Bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hất cái quần xà lõn anh hay chi đó. Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà qua thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện nó là vậy nghe. À là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. À. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. À. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. À. Mà không phải về chơi không. À. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mày ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nước tôi đuổi đi nữa, mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? À, tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự ngàn tội nghiệp nó anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng rụp chết vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ra phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng với lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó.
Thôi. Hả? Không được đâu. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân à, để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu? Anh lết còn nổi hơn bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Cái đó tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Thôi tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại ba. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát: ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu. Con không muốn lấy... Muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng cái gì? Tôi nói thiệt cái chuyện nha. Gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi. Thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa hồng lũ. À. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa hồng lũ chảnh quá ha, giàu ha. Nè nè, nói có sách bắt cái trứng nè, đi coi. Gì? Đi coi, nè. Nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó có bất kiến thấy gì chưa hả? Được, mày đọc tao đó. Tao thuộc rồi, mày tao thuộc này. Coi như là nó coi, rồi nợ 6 rau với 1 tháng, coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối sớm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa ghi. Ủa vậy hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang, tôi tính sơ sơ thôi nghe, anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Sao? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Giới gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh, bắt giò nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó, rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ anh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Tước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba có nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xáo sổ lòng bay luôn. Là ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chị con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe quyết định vậy nghe. À. Alo. Ừ mén hả? Ừ má nè. Má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi. Đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trời bậy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương. Bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo. Mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa. Cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi. À. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi. Sao? Anh làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi, mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng còn có cẳng một à. Cái bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đ-
đồ ổng đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời, con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nha, trời ơi, tôi thương con quá à đây nè. Con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa quang. Trời ơi, con là con đi Mỹ mà không thích ha. Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Tôi nói thiệt cho ông đu dây điện vừa vừa thông tuột xuống giùm tôi đi. Ông nghĩ kỹ đi Thúy Kiều, người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt ông quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm tổng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là Châu Nhuận Phát lúc về già. Ôi trời ơi, ngoài đường gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi dồi, bao nhiêu mỡ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dừng đầu dậy đi qua đây gặp. Sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày và đập cái cành trong giữa, gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha. Đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Chồng hả? Nhanh. Chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ, con chào anh bố chồng ạ. Ấy rồi, tại bố con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Cảm ơn. Dâu đó. Dạ. Việt Kiều đó. Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Như dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp nè. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à. Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè. Ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa dơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện, mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được à? Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sợ. Chạy đi. Tài qua, từ nói nghe nào, qua, từ nói nghe. Anh Quang, anh Quang, nhìn đi anh Quang.
từ hồi nhỏ tới lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tao nói số 10 này là 10 năm tình cũ đó. À, bây giờ vậy nghe, à, nên, bởi vì tao nói ở đời nghe có bốn cái ngu là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm chầu, mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi, thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi, kể kiểu nào thì tùy ý em, it's up to you. Chị nói về nghe, để cho hai trẻ nó tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang cho tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe, nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa cho sắp hết à. Con Dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty bóp ạ. Massage đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi, bóp là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy à. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV à. Bà biết, bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới, bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, à, được. Gì? Chào. Gì con, gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao không phải bán hết. Tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Ba nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới à. Mua nhẫn cưới. Dạ kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Con nghe huấn luyện thì nó xỉu liền nè. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ bố yên lòng. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà đó, con ăn cầu 20kg sâm con ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư là. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Nè. Khoan, gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính suối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, đây đây. Vợ mà làm dữ. Ôi trời ơi anh này, anh sao khéo lơ, thả nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyện này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ mày không có trốn à. Anh, nghe ra đi. Thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quán đâu? Quán có nhau? Thằng nào đó bay? Quan Tài ơi. Quan Tài bây giờ không còn là Quan Tài hồi sáng nữa đâu. Hey, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa? Mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế? Coi trời bằng vung thế kia. Ừ. Chắc đồng nghiệp đấy mà, đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao rồi đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Ê, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom mà còn lấp được, hố gì hố nay. Còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lồn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát lên
thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nha con. Mày muốn đại ca sao quýt nè, bởi còn chết chứ thứ gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày, tao Việt Kiều Mỹ, tên Việt Nam là Lê Vân, tên Mỹ là Louis Vuitton. Vâng. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay, tiếng Mỹ gọi là leo. Ừ. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xía vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Ừ. Kể từ giờ phút này thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tôi, tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năng nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sồng sộc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quang, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nó mà làm gì động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đỉa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê sao quên, cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Đi. Mau, bà đang làm dâu hiền mà vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Ừ. Bố thiếu nợ bao nhiêu bố cứ nói cho con phát một đi, con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lỡ con tự tử còn sớm rồi. Thôi được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Zết. Alo. Zết á thì bình yên, còn lô á bình hưng hòa nghĩa địa.
Mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái, cưng chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì? Hả? Trời ơi, em đang lộn tiếp đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thế có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, đây là mai đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con nha, tao quên chết liền á. Để con. Em, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ zét alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Phải bây thích. Giờ, ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè, em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra tới đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi, bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên tao phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng, bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ, thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày nghe gian dài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Em, let me check. Long or talk. One minute. Thôi được rồi, ta quyết định rồi. Finally. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Oh, yeah. Tâm ơi, Tâm Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Ôi, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm, tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đích mẹ nó rồi. Không có sổ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chị sổ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. À, bữa nay tôi qua đây thăm chị. À. Với lại có đem chị cái này nè. Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái gì đây? À. Qua tờ mê lồn. Qua tờ quá. Cái gì ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao à, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, watermelon. Bà nó đầu óc bà ông nào ông nghĩ bậy bạ không à? À, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rài chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không?
Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không, chị phải đi ra tập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười, tôi chỉ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó, bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy sobriety gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm chứ tôi làm gì? Sobriety là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, sobriety ai biết đâu, mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Làm gì biết lòng, chỗ tị với tôi mà quen tôi biết. Tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Tôi có gì nó biết lòng. Đỡ vậy. Ừ. Đó, nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? Lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Để lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à, không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập nhảy. Ngậm nha. Ngậm gì cốt vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha. Rồi. Giờ nó vậy mẹ ông được trước coi. Quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hả, tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Làm cái tuôn bò hả bà? Tao bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Trời là những chuỗi ngày sầu lo.
tình là những mê mơ mộng mơ. Ôi trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy chạy? Ôi, thế sao tôi đưa? Bà cháy tùm lắm mà. Thôi đứng lại. Anh đem yêu thương. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Ô. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao phải tình yêu? Hãy sống cho tình yêu, sống trong lòng anh khi tôi còn xa. Hey! Lòn hán, lòn hán. Hả? Lòn hán. Nở nổi không? Nở không? Không nổi. Nở. Không nổi đâu. Cười lên đi. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng quá húi. Không. Tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy, phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Không sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha. Ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy. 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Ừ. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sao. Đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi đi thi. Rau rau. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha, từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần kỳ cục vậy bà. Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thi nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi ở tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha. Ông đừng đi sau ông đĩa hàng tôi hoài không nội. Đi ngõ này nè bà. Ờ đi ngõ này ha. À. À thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi. Vậy đang tập ngon trớn sao lại tắt cái tiếng kèn đi, thổi tiếp cho em tập đi anh. Thôi thổi hết nổi rồi, đang thổi nhớ tôi phải trả tiền bill hết thổi nổi rồi. Bill cái gì mà bill không biết nè. Bill cái gì, tháng nào cũng nguyên cọc bill gì nè. Nào là tiền nhà 750, tiền xe 350, thẻ mê xì 700, thẻ nói sum 450, Victoria Secret. Rồi em làm gì em mua đồ ngủ tới 4.500 lần. Ờ hay, cái này là giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, một tối em thay 7 màu khác nhau anh không happy à? Anh xin lỗi em nha. Cái gì? Anh cài đầu tắt mặt tối trả bill cho em rồi. Bây giờ anh thấy có một màu à. Màu gì? Màu đen ảm đạm. Trời anh ơi, anh khổ quá à. Em nói cho anh nghe nè, suốt ngày anh cứ tiền không à. Năm 2000 tới rồi, tiền bạc nó là phù du. Gì? Tiền bạc là phù du hả? Ừ.
mà không có tiền là phù mỏ đó. Bởi thế cho anh là suốt ngày cái tiền tiền không à. Anh là thuộc cái loại như là sống nghèo mà chết giàu. Còn em là sống giàu mà chết nghèo à. Trời, là sao không hiểu gì vậy? Chứ đây này, anh sống nha, không dám ăn nha, không dám mặc nha, không dám xài gì hết nha. Rồi chết để em đóng tiền, ai xài? Còn em, có tiền xài, không tiền cà thẻ. Thích cột xoàn cà thẻ, thích shopping cà thẻ, thích xe cà thẻ. Nợ ngập đầu chết xù. Hay quá ha, hay quá ha. Ờ. Trời ơi, năm 2000 tới rồi, người ta đồn tận thế tới nơi á. Phải enjoy, enjoy cuộc sống, ok? Enjoy, enjoy cuộc sống. Tận thế đâu cũng thấy, thấy tận mạng á. Ơi. Đó, chủ nhà tới kìa. Bỏ mấy người tính tận số, tận thế chết thì phải trả tiền nhà cho tôi hay sao vậy? Tức cười quá à. Đáng lẽ tôi đi chùa đó mà tôi nhớ còn thiếu tiền nhà, tôi tức quá tôi lại tôi chửi mắt tôi mới đi nè. Cái kiếp gì vậy đó, nhà có hai vợ chồng mà xài chi cả trăm mấy bóng đèn dữ vậy? Mà đóng phim hả? Trời đất ơi, tắm cũng vậy nữa, thất nghiệp mà tắm chi tuần tới hai lần dữ vậy? Tôi nói rồi, tôi lại mấy người, tôi năn nỉ mấy người rồi, ráng đi hai vợ chồng, ráng sáng ăn cái gì một lượt đi, nó đau bụng một lượt, đi cầu một lượt, giật nước một lượt luôn. Trời ơi, cho nó đỡ tốn tôi chứ. Tôi nằm ở trên lầu á, mỗi lần tôi nghe tiếng nước giật á, tim ta đau nhói. Vậy mà mấy người đâu có biết đâu. À, bà chủ. Vậy? Tôi đề nghị bà chủ này nha. Vậy? Bớt nói là đi, đỡ tốn lắm. Tốn gì? Tốn nước miếng. Đừng có giỡn mặt cái tao như mày. Có sao nói vậy người ơi. Dạ, xin trời. Chào. Ai đây? Cái gì thế kia? Giảng đạo à, thôi đi dùm đi. Không, không, không. Cái tướng này là tướng bán bảo hiểm nè. Bảo hiểm cái gì? Bán hòm thì có. Chào thưa bà. Gì đây? Cái gì vậy? Ừ? Nè, cái gì vậy? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là luật sư Trần Trường Trị. Trời. Tên gì mà nghe trẹo bắn hỏng cái gì? Trần Trường Trị. Trời. Luật sư nghe cái tên giống như là xã hội đen vậy. Hân hạnh được chào luật sư Trần Trường Trị. Hân hạnh biết không? Dòng họ ba đời của Trần Trắng Trần, Trần Cháu Trở và Trần Trồn Trột. Tôi không đùa với ông nhé. Dạ không dám. Thưa bà cho tôi hỏi, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Vâng, tôi là Nguyễn Thị Mai đây. Nhưng mà thưa với ông, nhà tôi nó đang có sao quả tạng nó chiếu đây này. Tôi không có mua bán gì đâu mà ông đi cho. Không, tôi không buôn bán gì cả. Tôi là luật sư Trần Trường Trị, đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng, hàng xóm của bà mới chết cách đây một tuần. Ôi giời, tưởng ai cái thằng cha Hoàng Phi Hùng à. Trời ơi, du côn du đáng, cái xóm này đâu có ai ưa đâu. Ôi giời, tưởng ai chết thì kệ đấy chứ. Cái gì đâu mà mặt thì rất là du đáng nhá, tóc thì đen nhá, chân mày thì rậm nhá, râu ria xồm xòa nhá, suốt ngày có một cái bộ vest xám với sắc Samsonite. Trời ơi, nó vô duyên lắm. Tôi giống ông này quá vậy? Không có, người giống người, người giống người. Bà chủ biết không? Tưởng ai xa lạ. Ai mà nhắc cái tên Hoàng Phi Hùng ai cũng ghét hết đó. Đúng. Cái thằng ấy lưu manh nhất cái vùng này. Đấy. Nó làm giàu được là buôn bán xì ke. Đúng. Đâm thuê chém mướn. Ừ. Nhưng mà xui cho nó, vừa rồi nó chết biết sao chết mà chủ. Sao? Đi nhậu sai xỉn về. Sao? Đi ngang cái dũng sình á. Ừ. Té xuống chết đuối chết. Trời ơi, vậy tôi nói cái tứ quậy đi năm châu bốn bể là tứ hải tung hoành không chết. Mà sụp lỗ chân trâu chết. Tôi nói nghe cái tên thằng cha đó chết là ai cũng mừng hết trơn á. Dạ. Đấy. Thưa bà, một lần nữa xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại Hồ Nai không? Thưa ông, tôi xin xác nhận tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Mai, tên Mỹ là Maureen Monroe Lela Nguyễn, ok? Tôi ở cái xóm này lâu lắm rồi nha, mà tôi chưa có thấy ai là luật sư Trần Đường Trị hết. Chắc ở đâu mới tới hả? Dạ vâng, tôi mới ở tù ra. Mắc cười quá à, luật sư mà ở tù. Tội gì vậy? Thì có gì đâu, hồi đó tôi cũng đi ở nhà thuê, nhà mướn đó bà. Thiếu tiền nhà một hai tháng, con mẹ chủ nhà nó tới nó đòi phiền quá, giận quá bà chủ. Đạp cho nó đạp chết luôn. Giết người đó. Ê. Cái gì vậy? Bình thường bà ngon lắm vậy, sao hôm nay tự nhiên cà lắm vậy? Tự nhiên tao sợ mày. Sợ đi qua đi. Không, mày qua bển đi. Mà gì vậy? Mà giết người mà sao thả sớm vậy cha? Là vì hạnh kiểm tốt.
Nhưng mà thôi dẹp cái chuyện nó qua một bên đi. Dạ. Lần cuối cùng xin bà xác nhận lại, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sinh tại hố nay không? Tôi điên bây giờ đấy, ông có muốn qua trial và license của tôi dạ, không? Nếu có thể. Nè nè, tôi xin lỗi luật sư nha. Nãy giờ luật sư vô, luật sư nói dài dòng hỏi tên hỏi tuổi người ta. Bây giờ còn coi đôi coi trial và license nữa. Bây giờ muốn cái gì nói thẳng lên. Nếu đúng thì tôi xin được long trọng thông báo cho bà một tin rất là quan trọng. Rồi. Tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Giới thiệu 4 lần rồi ông. Nói tiếp. Luật sư Trần Trừng Trị là tôi. Trời ơi. Còn lại ba, vô vấn đề nói. Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng. Trước khi chết có viết di chúc. Rồi, viết cho ai mặc kệ, nói tiếp. Để lại gia tài. Gia tài cho ai kệ bà đó đi. Rồi. Để lại gia tài cho bà Nguyễn Thị Mai. Rồi, bà Nguyễn Thị. Vô anh em. Gia tài. Sao hai đứa mày á khẩu hết trơn vậy? Trời đất ơi, Hoàng Phi Hùng á, nó đâm thuê chém mớ, nó buôn lậu, nó giàu lắm, nó để ra tài coi như mình giàu rồi. Trời ơi, bất chiến tự nhiên thành mình hên quá anh ơi. Hên gì hên em. Cái gì? Tại vì mình ở hiền gặp lành. Đúng rồi. Ở ác như mẹ này á. Trời ơi, hên quá, hên quá. Trời, Hoàng Phi Hùng chết mình hên quá. Bây giờ sao nữa, sao nữa? Hên quá, hên. Buồn, 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 buồn. Em sao tự nhiên cười vô duyên vậy? Cười đâu mà cười, tao đang cảm động muốn chết đi nè. Khóc đi. Ôi trời ơi, anh Hoàng Phi Hùng ơi, ôi trời ơi, sao mà anh bỏ Dương Gian đi sớm thế? Ôi trời ơi. Thôi vậy em nói với bà chủ nghe, Hoàng Phi Hùng coi vậy chứ dễ thương lắm. Trời ơi, sao trời hại kẻ gian vậy? Bởi vậy người Mỹ mới có câu. Câu gì? Good people die young. Là chết yếu đó. Dạ. Bởi thế cho nên hoa thơm bề trên cho người ít quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi. Bây giờ em thương anh quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. Dạ, rước luật sư vào buồng ạ. Gì? Bà ngồi, bà ngồi, bà mời ngồi. Cảm ơn bà. Úi giời ơi, luật sư ơi, luật sư ngồi đúng cái ghế mà Hoàng Phi Hùng tối tối vẫn thường về ngồi đây. À? Xin em gói mình gói mà. Trời ơi, sao mà giống Hoàng Phi Hùng quá. Trời ơi, em nhớ anh Hoàng Phi Hùng quá. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Hùng, em gọi tên anh trong 1000 thương nhớ. Hoàng Phi Hùng. Gì Hùng trời? Em. Cái gì? Tên ta tên Hoàng Phi Hùng mà Hùng mà. Biết rồi nhưng bỏ dấu cho nó vào nhạc. Trời ơi, không biết hết à. Ôi trời, anh Hoàng Phi Hùng ơi, em lại anh rồi ba hồn đi. Tôi là Trần Trừng Trị, còn bà muốn lại Hoàng Phi Hùng qua nhà bên kia. Chết chết, xin lỗi, dạ mời họ sư ngồi. Bởi vì sao? Mặt luật sư với mặt Hoàng Phi Hùng nó dù đáng giống nhau lộn mãi. Vâng, mời mời ngồi. Anh, có khách quý, có nước ngọt, mời 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 luật sư. Trời đất ơi, mấy ngày nay nước lạnh không có uống, uống nước ngọt. Dạ. Nhà chị nước ngọt thiếu gì. Để chị lên chị lấy cho hai em mời khách nha. Không, cảm ơn bà chủ, không dám làm phiền bà chủ đâu. Trời ơi, chị thương hai đứa không hết có đâu mà phiền. Dạ. Chị với em mà tình nghĩa là chính phải không? Tiền bạc là phụ thôi. Mấy tháng tiền nhà là chuyện nhỏ. Ví dụ như lãnh cái đó có trả cho chị cũng được. Dạ. Mà không có cũng tìm cách sao trả cho tao nha mày. Chị nói chơi, chị nói chơi. Hai đứa ăn cơm chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Chị cũng chưa. Mai mốt mà lãnh cái tiền đó xong rồi đó, chiều nay nè. Dạ. Chị cho phép hai đứa mời chị đi ăn nhà hàng đó. Hai đứa chịu không? Chị chịu. Chị nói chơi. Thôi chị lên trển nha. Ý mà quên nữa. Nè, bây giờ đèn có xài thoải mái đi cưng. Tắm đi, tắm ngày 20 lần, đi cầu đi. Đi cầu nhiều nhiều vô. Đi đi cưng. Đúng là người đàn bà vô duyên nhất của thế kỷ 20. Trở mặt như trở bánh tráng nha. Thấy người ta có tiền cái nịnh nè. Tự nhiên biểu ngày tắm 20-30 lần. Trút nước cho bà chết hả? Rồi lại bảo là đi toilet một ngày 40 lần. Chù người ta tào tháo rượt là tiền ai xài chứ. Vẩn không ạ? Bà Mai nè. Dạ.
trước khi tôi đọc cái tờ di chúc này đó, dạ, bà có cái bộ đồ nào mặc vào cho nó nghiêm trang không, để tỏ lòng kính nhớ đến ông hàng xóm của bà vừa tiêu dương nên mình cực lạc không? Dạ có chứ ạ. Quên nữa, em cần có phải phải tắm cho nó tinh khiết không thưa luật sư? Thế tuần rồi bà tắm chưa? Dạ chưa. Thế nếu chưa thì nay khỏi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ vậy em có cần thay đồ cho nó lịch sự anh á hả? Dạ anh thấy xà lòn được hả? Đi đâu đó? Dạ em đi thay xà lòn. Nó chơi thôi mà, ngồi đi. Dạ ngồi. Ta làm gì dữ vậy cha? Luật sư, luật sư, mặt luật sư coi ngầu ngầu dữ ha. Không có. Luật sư coi trẻ chứ già quá ha. Không, già nhưng mà được cái đen. Chắc ý không ý em nói là chắc hồi nhỏ má luật sư có bầu luật sư á, chắc uống cà phê đen nhiều lắm phải không? Không, ý em muốn nói là nếu mà em quen má luật sư sớm á, lúc má luật sư có bầu luật sư á, em nói má luật sư uống sữa đậu nành cháo trắng. Ủa, bọn em nói chuyện vô duyên lắm phải luật sư? Không, anh nói chuyện có duyên lắm chứ. Trời đất ơi, luật sư quá thông minh. Vậy mà em nói chuyện với ai một hồi người ta cũng đụng em đó nè. Đây. Tôi đi không đánh. Đó, đúng là người có văn hóa high class mà. Quá tốt, lời khen luật sư. Tôi không đánh, tôi chém thôi. Nước ngọt đây, dạ mời luật sư. Luật sư, hồi đó đó Hoàng Phi Hùng hồi còn sống đó, cái lâu lâu cái đi chơi về cái bị trúng gió, cái hay mời em cạo gió lắm. Thế à? Không biết Hoàng Phi Hùng chết đó, có để gì về lợi cho em không hả luật sư? Có. Dạ gì luật sư? Cái búa. Nè Trung, ăn đi cưng, uống đi cưng. Uống thoải mái đi cưng. Trời ơi. Ừ. Chị Lan. Cái gì? Sao nó chị gan quá vậy? Gì gan? Chắc có lẽ thị sĩ mà chị dám mời em ăn hả? Nữa em nói chuyện rồi. Trời ơi, tao nói chuyện tiền bạc tao giận thiệt à Trung à. Cái này là chị thương lắm, chị thương em hết mình luôn vậy đó. Ăn hết đống này đi, còn nhiều đống khác là chảnh lắm. Chắc là mà đống này đống nọ. Anh chứ sao? Thôi chị ơi. Dạ chị thương em quá. Chị thương em không? Thương quá trời quá đất luôn. Mà không có tiền chị thương không? Em xem làm giống hắc y giáo chủ vậy. Phim kinh dị. Bà Mai này. Dạ. Cái bộ đồ này nó đâu có hợp với cái cảnh tiễn đưa người về miền cực lạc. Cái này ném về là đưa về miền hoan lạc rồi. Dạ sao ạ? Cái này là không có hợp với cái cảnh đưa người về miền cực lạc. Thì em biết rồi, bây giờ luật sư tiếp đi luật sư. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Tôi đề mọi nghị mọi người yên lặng để cho tôi đọc tờ di chúc này. Yeah. Dạ. Dạ dạ, mời luật sư ngồi ạ. À, trời nóng quá. Xin anh yên lặng nhé. Tôi tên Hoàng Phi Hùng, viết di chúc này trước mặt luật sư Trần Trường Trị, một luật sư đẹp trai và duyên dáng. Văn phòng có bãi đậu xe rộng rãi, free coffee và donut. Văn phòng mở cửa 7 tuần một ngày. Hả? 7 tuần một ngày? Là không không không, 7 ngày một tuần. Trời đất ơi, luật sư gì mà đọc chữ không chạy nữa trời. Tại bà kéo cái mini chip xuống đi xíu nữa. Trắng quá thế này thì chữ nghĩa nó cứ lộn lên lộn xuống là đọc không được nha. Tại vì luật sư không biết đó thôi, chứ còn cái chỗ này nó quan trọng lắm đấy. Nó đưa người ta về miền cực lạc đấy. Nhưng mà cực lạc thú. Thôi được. Tờ di chúc như sau. Thứ nhất,
Cha tôi ông Hoàng Phi Hành, người đã có công sinh thành dưỡng dục, tận tụy hy sinh một đời nuôi tôi khôn lớn. Tôi để lại 200 đồng và một chiếc xe đạp cũ. Thứ hai, sư phụ của tôi ông Hoàng Phi Lộ, người đã có công dạy tôi nghề mở các ổ khóa mà không cần chìa. Tôi để lại 500 đồng và một cái tivi Sony 53 inch hư. Nếu ông còn làm thêm một lần nữa tôi sẽ thưa ông đó. Làm gì thưa ông ta? Tôi thưa ông vì cái tội làm phiền giấc ngủ ngàn thu của thân chủ thôi. Dẹp cái đi. Cái thằng quý này, cái chém này bây giờ đó. Thằng này nó hay chém đâu mà biết hả? Thứ ba, cô Nguyễn Thị Mai, người hàng xóm dễ thương của tôi. Tôi để lại 500 đồng hả? 500 tưởng nhiều chứ. Làm nãy giờ 500 ngàn đô la tiền mặt. Ủa? 500 ngàn? Ta sai trời đất cũng sai. Sai. Ê! Em. Cái gì anh? Uống rượu nào mà sai vậy? Không, em say men tiền anh ơi. Trời ơi, tiền nó dễ say lắm, trời ơi. Luật sư. Nè, nhưng mà đây là tôi chưa tính cái tiền luật sư phí nhé. Bà cứ trừ đi 30 ngàn là vừa. Chuyện nhỏ. Luật sư, nhớ trừ giùm em 3 tháng tiền nhà đó nha luật sư. Bà đừng có ngắt lời tôi nhé. Dạ. Đâu rồi, đọc tiếp đến đâu rồi? Dạ, tới cái đùi em ạ. À đấy. Dạ. Thứ tư, tôi cũng để lại một chiếc xe Lexus mang bảng số 9 nút cho cô Nguyễn Thị Mai. Yeah! Cái Lexus đời năm nào vậy luật sư? Đời mới nhất, 2000. Yeah! Buồn quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi, nhà cao cửa rộng anh không ở, xe hơi mới anh không chạy, anh ra ngoài đồng anh ngủ với run. Trời, sao giống ái dân quá vậy? Trời ơi, cái này mà ái dân cái gì, ái già chứ ái dân. Luật sư, thế 500 ngàn tiền mặt có phải khai thuế không luật sư? Không thuế mẹ vậy. Ôi trời ơi, sao em cảm động quá anh Hoàng Vy Hồng ơi. 500 ngàn tiền mặt mà không thuế má mẹ gì thì cái mã tổ nhà em nó tán làm rồng rồi à. Trời ơi em vui quá. Ê, nhưng mà luật sư, còn nghe nói cái bảo hiểm nhân thọ triệu bạn nó cho con chết tiệt nào thưa luật sư. Nó cho con nào? Cái gì vậy? Bà tham lam quá à, được rồi, đủ rồi. Dạ, em xin đại diện nhà của em cảm ơn luật sư nhiều. Dạ. Chút này của vợ anh chứ mắc mớ gì anh mà cảm ơn. Không, của chồng công vợ. Dạ, của chồng công vợ. Yeah. Thôi bà Mai, bây giờ như thế này nhé. Dạ. Bây giờ tôi về văn phòng. Dạ dạ. À, tí nữa bà ra bà gặp tôi. À, dạ. Lãnh chết cái lái xe về luôn nhé. Dạ. Thôi xin chào. Dạ. Dạ. Xin chào. Xin chào. Thấy chưa? Tao nói tụi bay thấy chưa? Cái nhà này nó hên dễ sợ lắm á. Nhà hướng nam không làm cũng sướng mà. Thôi đi bà nội ơi. Mới dọn vô nhà này mà nói nhà hướng Tây mà. Thì nhà hướng Tây không cài cũng có vậy. Vậy hả? Rồi sao thấy không? Mấy em thấy không? Cái nhà này nè, em nhớ vợ chồng Thu không? Ở Việt Nam mới qua nghèo gần chết vậy đó. Cái ở đây có 2 tháng cái dọn ra riêng mua nhà lớn. Ủa? Sao ngộ vậy? Trời ơi, tao nói thất nghiệp đâu có làm gì. Cái lái xe đi chơi. Trời đất ơi, nó hên quá trời, nó bị đụng xe. Đụng xe mà hên chị. Trời ơi, còn hên hơn nữa, thằng chồng nó chết tươi vậy đó. Trời ơi, nó lãnh bảo hiểm cả triệu đô ra mua nhà lớn xài thoải mái, em thấy không? Ta nói cái nhà này hên vô là chết vậy đó. Nè, nói cho em nghe, cái bàn tay của em hả, là bàn tay sướng, phú quý, ngồi mát mà ăn bát mì đó kinh. Chị nói cái gì kỳ vậy chị? Em mà bây giờ là đi ăn mì à? Em bây giờ là phải sơn hào hải vị chứ lị. Anh, đón cho em chiếc taxi
để cho em đi shopping. Em mua bộ đồ Gucci, em mặc cho nó lịch sự. Rồi em ra văn phòng luật sư, em lãnh sách, rồi em lái lấy xịt về. Có phải vậy không hả anh? À, phải. Sao vậy? Em em bị trúng gió hả? Có trúng cái gì đâu. Sao mà như... Trời anh ơi, trong tay nửa triệu bạc rồi, phải đổi cuộc sống chứ. Đổi lời ăn tiếng nói cho nó sang chứ là ê. Có phải vậy không hả chị? Hả chị? Phải rồi, em. Ô, em nè. Em khỏi đón taxi làm chi. Bây giờ để chị làm tài xế cho em cũng được. Ôi. Bây giờ em cứ sai chị thoải mái đi. Ôi. Chị sẽ làm tôi mọi cho em. Thôi mình đi chị nha. Đi kinh. Đi cho nó sang này. Ê, con đừng té, mãi con đừng té. Sao vậy? Mà lại có tiền rồi ở cái phòng cũ này, nó cứ bắt té thế đi. Chờ anh Hoàng Phi Hùng, em buồn quá. Ủa ngộ vậy? Dạ. Ngộ quá ha. Con người ta có tiền cái đổi giọng cho nó xoan. Mình thì không đâu. Người ta đổi giọng mình đổi đời. Có tiền rồi hả? Massage nè, 1-900 sung sướng nè. Yes, sống trên đời này người giàu sang sướng hơi người nghèo khó. Trời đã ban cho luật sư. Xin chào luật sư. Luật sư quay lại nữa à? Bà Mai có nhà không? Dạ nhà tôi đi vắng rồi. Bệnh hả? Dạ không, có tiền đổi giọng cho nó xoan. À, ông làm ơn cho tôi gửi lá thơ của Hoàng Phi Hùng gửi cho bà Mai nhé. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ thôi khỏi. Ôi, mới đây đổi đời hay đổi hẹ đi trời. 500 ngàn khi có vợ mình, cái này dám bảo hiểm nhân thọ lắm ạ. Trời ơi, thương Hoàng Phi Hùng quá. Cái gì đây? Em Mai yêu quý của anh. Cái gì vậy? Anh xin lỗi em vì anh chết mà không báo em biết trước. Ngộ rồi nha. Nhưng mà anh viết sẵn lá thư này để khi anh đang nghỉ dưới lòng đất thì em càng hiểu anh hơn. Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em tại quán Tiết Canh Dịch. Đôi mắt em long lanh nhìn anh với đôi môi đỏ ửng màu tiết canh. Chả diễn tả vợ mình giống ác quỷ Dracula vậy. Anh đã yêu em từ đó. Chúng mình đã... Cái gì? Gì đây? Chúng mình đã ngủ một đêm tại khách sạn Hilton rồi chia tay vĩnh viễn. Anh còn nhớ một câu thơ: nếu có xa nhau mãi mãi, xin một lần mãi mãi xa nhau. Làm thơ gì què vốn như trời. Anh thương em vô cùng. Em tuy già mà trẻ. Trời ơi, tuy em có duyên. Vợ mình dám khen có duyên. Cái kỳ vậy. Trời đất. Hôm nay trời hẹn lên sao. Tôi cười. Không hiểu vì sao tôi cười. Bà cười không hiểu vì sao bà cười. Tại vì bà điên. Gì vậy? Bây giờ tôi biết hết rồi, tôi không ngờ bà phản bội tôi nha. Cái gì phản bội? Tôi biết tại sao Hoàng Phi Hùng để lại gia tài cho bà rồi. I don't know. Dù đông nô nhưng mà tôi đâu. Bà có biết tại sao không? Tại vì bà đã ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng tại khách sạn Hilton. Ờ. Cái gì? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Ờ. Có không ai? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng? Có không? Sao em không kêu chị với sướng quá vậy? Bây giờ bà còn chối nữa phải không? Cái gì chối? Ông có điên không? Sao? Trời ơi, tôi mà ngủ với Hoàng Phi Hùng một đêm á, đời nào nó cho tôi lắm tiền như vậy. Ông biết tôi quá rồi mà. Biết cái gì? Bây giờ còn chối rõ ràng, ghi rõ ràng nè. Giờ tôi phải đi kiếm ông luật sư mới được. Tôi nói tôi không muốn ngủ mà. Đây nè, luật sư, đưa đây. Nè, đưa lẹ đi. Nè, rõ ràng bây giờ luật sư nói đi. Bạn có ngủ không? Bằng chứng rõ ràng nè. Bạn có ngủ không? Nói đi. Tôi đang không ngủ đâu. Bà tôi đang không có ngủ. Có ngủ không? Tôi có ngủ với ai đâu. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó. Xin ông bà bình tĩnh bây giờ nè. Từng người nói một tôi mới nghe được. Biết rồi nhưng mà tôi bảo là tôi thôi, không ngủ. Thôi xin bà nhé. Thôi bây giờ nè, ai già bà xấu nói trước đi. Tôi. Ủa. Bà khỏi rồi đó. Thôi bây giờ cái chuyện nó như thế này.
tôi xin xác nhận cho ông biết, bà này không có ngủ với ông Hoàng Phi Hùng. Thấy chưa, anh thấy ông em trung thủy mà lại. Cũng giống như ông này, cũng không có ngủ với Hoàng Phi Hùng. Bà Mai cái tấm chết hồi sáng đưa bà còn. Đây không? Này còn y nguyên đây này luật sư. Dạ đấy, em bảo em trung thủy với chồng em lắm cơ mà. Đây cái xe, cái chìa khóa xe. Đây còn đây, đây. Vâng còn hết đấy. Mai ơi. Dạ luật sư gọi gì ạ? Mai ơi. Mai ơi vào đây em. Ai vậy? Gì đây? Vào đây em. Đây mới là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại hố Nai. Còn bà sanh ở hố bò mà sao bà xạo quá. Ủa này Nguyễn Thị Mai hố Nai hả? Này hố bôm như hố Nai. Luật sư ơi, em nói luật sư nghe nè. Nai với bò gì làm khô dân nhậu, nó nhậu y chang như nhau, không có khác gì cả luật sư. Tôi làm việc theo di chúc nhé. Bà nhìn thế này, em ra đây em. Như thế này mới xứng đáng hưởng gia tài chứ. Em quay một vòng đi. Đã, thấy chưa? Trời ơi, còn cái tướng bà kìa. Nói thật cho bà biết nhé, tôi mà có chết tôi cũng chẳng để lại gia tài cho bà. Kinh nghiệm, em kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì tôi không biết nhé, tôi làm việc theo giấy tờ. Dạ. Chào, thôi mình đi hưởng em. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời. Vậy là tôi phải chạy lên cái xe mạc xe đi đợi 76 lại hả trời? Tôi tưởng giàu tôi cho ăn nghèo lấy lợi, nghèo mà ha. Cỡ mặt trời bánh tráng vậy nè. Không sao còn cục nữa. Nãy hên mới giấu. Đưa đây.